Chị thân yêu, hello hello cả nhà, mùa này cưng quá. Hello hello cả nhà thân yêu của Diệu. Ủa cây đâu kì. Này đóng thùng cũng đẹp lắm nè. Hello. Hello cả nhà xinh đẹp của Diệu. Có chị ơi, trưa nay Diệu láo nam luôn nha, nhưng mà Diệu đang chán lắm, đang còn giao qua quay video vậy thôi chứ, tại ở kho thôi chứ, mới vận chuyển về đến người ta kêu dùng thôi chứ, đang còn trên xe giao qua thì em sẽ like đồ nữ một chút xíu rồi vào tầm mới hỏi xe nó tầm 1 tiếng nữa là đến nhà em, thì lúc đó em bóc vào em like luôn. Các chị mua đồ nhà Diệu thì cũng biết rồi đó, Diệu may là đúng, Diệu mà quảng cáo thì đúng loại, lên mình tưng thì Diệu may đúng loại đó thôi chứ Diệu không có may loại khác. Các chị nhưng mà chị nào mà giống như thấy rẻ đồ vậy á thì cũng thương hay ủng hộ thôi chứ đừng nghi ngờ lung tung tội nghiệp em nha. Này là cái dây thun thì kéo áo đúng cái hình người mẫu nó dài, nhưng em nói ôi may dài vướng khó chịu lắm, may ngắn vậy đi cũng được, một ngắn chút xíu cho nó thoải mái đi. Cái mẫu này để người mẫu nó đúng đóng thùng đẹp quá trời, để em đóng thùng nữa coi, này thả ra đóng thùng gì cũng được, nhưng mà tính ra mà bán bộ như thế này mà khách mua thì quá rẻ luôn, làm nguyên bộ cho khách này. Đầu like nha, bán đầu like mã này tay dài, quần dài, ống rộng, đồ vải tốn quá trời luôn. Này các chị ơi, cả nhà ơi, đang coi like cho Diệu nút tương tác nha, đang coi like cho Diệu nút tương tác với ạ. Trời ơi, các chị mà mặc len ngành tưng mà như thế này mà đi làm thì thôi, chỉ có nhức nhối thôi. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Hello các chị thân yêu, hello các chị. Dạ, quần còn về thêm nhiều lắm chị ơi. Tôi nhớ bà quá, bà Diệu ơi. Không có like buồn phải không? Diệu khoái vậy đó. Các chị không cần mua nhiều mua ít không quan tâm. Miễn sao coi like ủng hộ Diệu này là Diệu cảm ơn lắm luôn. Này để tít. Trắng này phải đi với màu đỏ này đi coi. Hello các chị. Các chị đẹp của Diệu. Ôi, đẹp quá. Mấy bộ len này á các chị. Này giờ may len nền tân cho các chị nha. Hàng chính phẩm á. Cái quần hôm trước, cái quần mà 265.000 á, các chị đặt cũng nhiều mà bán hết rồi. Còn màu xanh còn một màu. Trưa nay nếu mà ai thích thì ai thích thì vô đưa lại cho mình chọn. Rồi, để vô chia sẻ, quên vô chia sẻ cái rồi vô vô like luôn ha. Áo nam thì tầm đang vận chuyển qua nên có thể đi chậm hơn, vô chờ không được cái vô phải lên trước luôn á các chị. Đáng lẽ chứ không thì vô đưa áo nam lên cho các chị. Hello cả nhà thân yêu, mình có thể cho em một
nút chia sẻ không ạ? À? Đúng rồi, cái này là nguyên bộ chị ơi. Nguyên bộ. Rồi, giờ giới thiệu giá luôn nha. Mẫu em đang mặc là có chụp hình đồ hết rồi, form như vậy nè. Set, set, bán nguyên set chị ơi, 550.000 không bánh lẻ nha. À, các chị, vừa may tầm trăm mấy, trăm chín mấy bộ thôi, không có nhiều. Các chị, đây là Lai Nền Tân, hàng chính phẩm luôn. Các chị, dù thiêu, dù làm cho các chị điều điều vậy. Tay thì bo bo, nhẹ nhẹ. Quần thì, quần trắng là có lót, quần trắng là có lót. Đóng thùng hay thả ra gì cũng được hết. Rồi, nguyên set như vậy là 550.000. Các chị ơi, có sai nha. L là từ... các chị, nếu mà 48 thì phải đầy đầy người, còn không 49 trở lên đến 56 kg. 49 đến 56 kg là mặc size L. Size của XL 57 đến 62 kg. Size của 2X là 63 đến 70 kg. Rồi các chế ơi, màu trắng đẹp này nè. Dán lên dán này các chị, 550.000. Đây là Lai Nền Tân, hàng chính phẩm các chị yêu ha. Em sẽ có nhiều màu cho các chị. Đó là màu tím, màu đen, màu xanh và màu trắng. Cái nào cũng vậy, may mấy màu này là dễ bệnh nhất luôn. Trời ơi, các chị coi nha. Đó, cứ thoải mái coi chết vải. Cả nhà mua một cái áo không, cả nhà cũng biết giá bao nhiêu rồi đó. Bộ trắng 65 kg, ok chị Diều Thảo. Thảo, quần dập ly 65 kg, chị Nguyễn Xuân Mai. Châu Châu ơi, size bao nhiêu ký? Trắng size L Hoài Ngọc. Các chị mấy bộ này đẹp các chị này. Dán quần này, giờ đang mặc size của L. Giờ đang mặc size L. Xét trắng XL cho chị Huyền. Chị nào không rõ size mình cứ ghi cân nặng vào nha các chị nha. Để xóa soạn cho mình nha các chị ơi. Thế là mới đọc bài kinh giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Size từ 49 đến 70 kg. L, XL, 2X, size không chừng cái phong mà y chang như trước đây các chị mua của nhà em á. Riêng dù may là vậy đó. 65 kg, 2X, Châu Châu, ok. Tím size L cho Thanh Liêm. Ok, Lan Bệnh 2X. Nga Lê size XL. Trắng đen XL cho Thanh Thảo. Xách trắng size L cho chị Phạm Hịnh. Hasala tím size L. Trắng đen 65 kg, bông bụng bẩm. Một đen một trắng rổ tinh hằng. Em lấy size lớn nha. 550.000. Các chị ơi, màu tím size 2X cho chị Phương Thảo. Đồ tinh hằng size gì chị? 2X cho em. Tím 2X cho Thúy Bùi. Thúy ơi, cô đây rút cho vui đi. Tím luôn cho chị Thảo Thảo. Thảo Thảo là nãy size bao nhiêu ta? Thảo Thảo là 65 kg phải không? Ok, vừa đọc cho chị hết luôn đi. Kim Trang khách mới phải không? Ừ. Chị không? Ôi bộ này đẹp cực kỳ luôn các chị. Để vừa thử màu cho các chị hết. Các chị ơi, 550.000. Các chị cứ hình dung đi. Lai Nền Tân của nhà Diều các chị đều nhìn rồi. Chết vãi, Diều đã may, Diều đã nói lại gì thì sẽ đúng lại đó. Không có làm ẩu cho các chị đâu. Thế nào mới đọc bài kinh giúp shop. Hứa chắc chắn là không có làm ẩu. Tím 2 cho chị Lê Trương. Mình mua màu gì tím 2 hả? Cũng đều hết, nhưng mà nói chung là so sánh với các chị cứ 500 mấy ngàn. Thì tính ra món 200 mấy, cái quần không các chị mua là cái phong này các chị là 400-500. Các chị mua tại shop là bình thường 400-500. Trong lúc Diều làm quần rộng cho các chị nữa. Các chị khách hàng mới đọc bài kinh giúp shop ghi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Như thế này là quá ok luôn. Sẽ đang bán 550.000 nha các chị nha. Trắng dù... đen xanh tím. Nói chung bán là dù phải có lời, nhưng mà dù may mà tiền công với tiền thiêu, tiền này tiền kia tất cả lên là hiện tại là bộ này là đến được lên cái giá mà người ta mới báo còn chưa kể mà cắt vải mà lỡ nó hao hụt rồi nữa là chưa tính nha. Là đã 449 mấy rồi. Chưa kể vải chưa có tiền vận chuyển nha. Nói chung bán là dù phải có lời đó, dù không có lời thì dù không có làm đâu, nhưng mà đã cắt lên là cái giá tiền như vậy rồi thì các chị cứ tính mình quên 1m7 bao nhiêu ra liền hết á. Rồi công bữa thờ rồi này kia, chủ yếu mà dù làm được cái giá 500 mấy là lý do là dù phải may số lượng cho các chị thôi. Đây chị, bỏ áo ra thì càng có dễ thương.
ít á hả? Em nằm 120 luôn á thì đương nhiên eo thoải mái rồi, khỏi một lo. Một xe trắng 55kg size L cho chị Kim Trang. Chứ có là ở cái dây thun này thì nó giảm theo giá. Nếu mà mới về á, các chị mà thấy mà nó hơi ôm á, các chị để kéo chút thì nó giảm theo cái giá. Hơn với là thun này một mới á, còn vinh lắm, nó còn ấy. Làm cho cái này kéo thì tư đồ rộng thôi. Nhưng mà sự bắt tay của các chị to, cái cổ tay to các chị nhiều khi hơi khó chịu chút, thì các chị kéo chút cho nó ra thôi chứ không có gì hết á. Đó là chỉ có một cái điểm là em thấy là cờ có gì thì em nhắc với các chị vậy thôi. Nhiều khi cái bao thun á, các chị bắt tay nhỏ thì không sao. Dưới này thì hầu như là nhỏ rồi. Mà nhiều chị á là nhỏ to hơn thì các chị mặc sự hơi ôm thì em nói rồi, một nước là bắt đầu dây thun nó giảm ra vì dây thun mỏng mà. Đó là chị có cái phản ứng hai cho chị có Phương Tàu. Diều đã làm đến mông 120 là các chị phải lo mông Diều. Trắng 2 cho chị Hồ Linh Nguyên, cho chị Hồ Linh Nguyên. Riêng nhà Diều nha. Riêng mà trắng 2, size 2 đã bán hết hàng. Riêng trắng nhà Diều còn 63kg trở lại trở xuống nha các chị. Phải mông to nha, mông vô nhỏ là rộng quần đó. Diều nói trước vậy. Nguyên set 550.000 nha các chị. Có 4 màu để mình lựa chọn. Trắng, đen, xanh và tím nha các chị nha. Khách hàng mới đọc bài in giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Tại vì đã làm cái quần là ở trước là bản như vậy, ở sau dây thun là rất là dễ chịu nha các chị. Những cái mông là Diều đã chín mấy, Diều đang mặc này, nên các chị đừng có lo phần mông. Diều chỉ sợ các chị về em mới hơi rộng thôi, nên cái size là size thì xưa Diều may cái size sau Diều làm chỉnh vậy, thì các chị cứ kênh theo cái bộ đó, bộ mấy bộ cũ á, mấy chị các chị chốt. Trời ơi, vậy làm vậy nguyên bộ cũng đẹp quá trời này. Áo nam đang trên đường về các chị, mình cứ xem like, hàng lát nữa sẽ vào like luôn nha các chị nha. Phải ấy xong chứ không xong môi dính. Bộ này đẹp các chị tự tin lấy đi. Nó tím cho chị nhiêu thì nó giảm bấy nhiêu thôi. Like nền tưng nha. Dù tím 2 cho chị Kim Em nhân. Em may cái gì em may với em nói rồi. Đã mình đã trắng ai lời cho chị Chi Khôi. Đã may cái hàng mà hàng vải mắc tiền. Nhưng mà làm được cái giá này là cái giá giống như cái giá là giá hữu nghị thôi, kèm theo bán thôi. Dạ, các chị mà không rõ cái gì các chị hỏi chị Diều để chị Diều tư vấn trên live luôn nha. Đen 2 cho chị trăm đoàn. Nhưng cả nhà thấy Diều Diều bán cái quần 265.000 không? Nhiều khi các chị nói ở live mình tưng mà sao Diều bán rẻ vậy, chưa thể mà dán quần tây rồi viền này viền kia. Diều làm số rồi các chị nghe tư vấn đó. Đối với mã này giá bán đang là nguyên set 550.000, trắng, đen, xanh, tím. Khách hàng mới đọc bài dinh giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Size L từ 48 đến 56, size XL từ 57 đến 62, 2X từ 63 đến 70. Chị nào không rõ size mình ghi kèm cân nặng vào nha các chị nha. Đẹp. Tím xanh 2X cho chị Phương Lê. Vừa thả ra ngoài để các chị coi nha, đúng cùng cái khăn tay chứ. Được lắm, đừng có... Nói chung là kèm theo vậy để chị em mình mua cho vui. Giá này là cái giá không hề cao, giá bình thường. Nói về giá bình thường, chỉ có là ở mẫu đồ á, các chị thấy có hợp hay không thôi. Chứ giá cả thì nói này là bình thường rồi. Cái này á giờ ra chợ các chị mua vải là cắt cũng được mà. Tím 1 cho chị Phương Nguyệt. Đen 2 cho chị Tiên Nguyệt. Ấy lắm đồ ấy. Chỉ có là giá mắc quá ít người bán thôi. Giá mắc thì người ta phải đầu tư như thế nào. Một á thì là làm giá thiệt cao luôn. Tím 2 cho chị Thiên Trang. Như online như tụi em là phải chạy số lượng á thì may luôn làm cái giá rẻ. Nhưng mà vải thì đó, vải thì giống nhau thôi. 4 màu nha các chị nha. Chị Diều đang thử là 4 màu để mình dễ dàng lựa chọn. Tím, đen, xanh, trắng nha các chị nha. Ok. Rồi, chị nói em cảm ơn chị Phương Thảo nha. Em không để ý cái phần đó. Các chị nói là em sẽ chú ý. Rồi, là nghĩa là cốt áo này sẽ đưa vào trong để tránh bị mốc tóc đồ vậy phải không? Ok. Cái này em cũng có một số mẫu nó vậy. Mà mình lại không có để ý cái phần đó nhiều quá. Dạ. Tím 2 cho chị La Tuyết. À, chị yêu. Chào chị Chi Trần. Các chị ơi, này. Màu trắng 2 và tím 2 đã bán hết. Các chị chuyển size giúp em nha. Quá dễ mặc luôn á. Không có khó. Xen L cho chị Hoa Thái. Không có hề nguyên set 550.000 nha các chị ơi. Nguyên set 550.000. Màu trắng thì shop đều có làm cái quần ở trong rồi nên khách đừng có lo là mỏng. Riêng màu trắng thì shop có làm thôi, còn các màu còn lại là shop không có làm. Nút thì nút gỗ thôi các chị nha. Giờ làm nút gỗ. Đen đi tiêu Phương Phẩm. Line này line nền tung. Tung chính phẩm luôn rồi đó. Quần nóng này đẹp, cái ống nó vừa đủ với cái dáng. Các chị có thể lấy cái quần này mặc riêng. Các chị thấy cái dáng quần không? Đứng quá trời luôn. Mà nhìn nó kiểu như cái nó hài hòa. Không có chị nào có thấp hay cao gì cũng mặc bình thường.
Chị ơi, giờ chiều dài tầm 9 mấy em không có đo nè, để em coi cho. Còn chị nào mà cao quá từ về cắt xuống like đi chứ có chị gì đâu. Chị Jen Dale ơi, phong chuẩn của nhà sao nhà em hiện tại không có size M, không chị nghe kỹ tư vấn của shop nha các chị nha. 48 đến 56 size L, 57 62 đến size XL, 2X bán từ 63 đến 70. Trên like mình nghe kỹ tư vấn giúp em. Các khách hàng mới mà nếu mà mình không nghe rõ size mình ghi cân nặng để shop soạn hàng cho mình. Long Nguyên, khách hàng mới ghi kèm đồng ý chuyển khoản để shop cho mình. 2X là dài 93. 2X là dài 93. Này 90 đến 93 dài rồi, vậy là quá dài rồi chứ. Còn nguyên bản like thích thì suốt nữa. Không, những cái bộ này nó mặc dài nó không có là... đẹp, nó chào chị Duy Nguyễn. Mắc cá mới đẹp. 52. Ok, chị size L. Ok, em sửa lại cho chị. Xanh trắng size L cho chị. Rồi. Jen Darling. Nhà em mắc size L là size nhỏ nhất. Mong là đã 95 rồi đó các chị nha. L 95 cho chị đi khôi. Nên em nói rồi, riêng mẫu của nhà em là dành cho những chị có mông đầy đùi đầy người một chút, còn mẫu của mông là sẽ lộc quyền. Cái này là sẽ nói trước, em may phong nó đứng nó dạ, ok nha các chị nha, trên like các chị cứ thắc mắc chị các chị hỏi chị nhiều chị nhiều tư vấn luôn nha. Ơi, không vấn đề đâu chị. Rồi. Trắng size L cho em nào được là. Rồi hết trắng luôn. Hết trắng size L rồi, giờ qua cái khác. Đen 2X nến hình nhà chị hiểu rồi. Này đen tỉnh à trắng. Rồi đen 2 cho chị nến hình. Chào chị nến hình nha. Đợt này xá xị uống sướng quá trời luôn. Anh em cảm ơn chị quá nhiều. Xin lời lời cho chị cảm ơn Ngô Mai. Chị vừa nhận hai đầm đẹp lắm. Cảm ơn chị Hoa Thái nha. Các chị đã nhận hàng của shop nhà em. Các chị nhớ cho shop cái phản hồi hoặc là hình ảnh gửi về trang nha các chị nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Xin lời thì bán từ 48 đến 56 chị thi khôi rồi. Dễ thương lắm. Đây ngay làm tưng rồi đó. Hàng chất rất là xịn nha các chị nha. 60kg thì mình cứ chọn size XL nha chị nha. Còn không rõ mình cứ ghi 60kg kèm màu vào là được nha chị Nguyễn Thị Bình. Ghi kèm đồng ý cọc để shop cho đơn cho mình nha chị. 49kg, 48-49kg là phải dán đầy á nha các chị yêu. Mông rồi có mông có độ nha. Chứ mà dán mà mi nhon quá là rộng cái quần. Sẽ báo trước vậy đó. Mông xinh thì như chuyển khoản xác nhận rồi mà. Rồi, hai chiều mấy. Đen 2 cho chị Phương lên. Ủa hết rồi mà. Đen 2 còn trắng, trắng tím, tím thôi. Trắng với tím hết rồi. Quên vỏ khách hàng mới ghi kèm đồng ý chuyển khoản để shop cho đơn nha chị ơi. Nhiều may gần có 200 bộ. Các chị khách hàng mới này em hướng dẫn là các chị chỉ cần ghi kèm đồng ý cọc mà kèm số điện thoại để shop cho đơn cho mình nha các chị. Thực sự các chị ơi, giá này là mới giá sỉ thôi các chị nha. Giá này mới giá sỉ thôi. Em bỏ vốn 49 mấy rồi đó. Mà em chưa kể, chưa biết là cái hụt bãi rồi có không. Tại cái chị nào mà đi lấy chợ ra chợ sỉ là biết. Bộ đồ mà lấy sỉ không là đã. Mà tay ngắn này không thôi là đã 500 mấy ngàn giá sỉ rồi. Quần ngắn luôn á nha. Đúng là hình tưng á nha. Em ra giờ em may á chị, cái giá này là rất là hiệu. Giá này là em chỉ mới do giá em may ra là em để chị là em lợi mộ. Một bộ chưa được 50 đâu á. Bán là phải có lời, em tính món cứ hai mấy ngàn vậy đó. Còn nhân viên còn này kia là em còn rất ít. Chủ yếu là giống như mình có mẫu đi mình kèm theo, em bán tầm vài phút vậy là xong rồi là em ngưng. Em may lại đâu, cứ xong mẫu này lâu lâu chứ thêm vài mã cho khách cho nó đa dạng vậy đó. Các chị biết rồi, đến nỗi mà hàng organic mà không bán 200 mấy rồi các chị. Em là hướng tới xin hàng cao cho chị cấp. Hàng cao cấp mà nhưng giá là set phải 550.000 nha các chị ơi. Dạ, giá phải rẻ. Đó là cái hướng tới của em. Bây giờ ngay đồ dập ly các chị thấy đó, chênh lệch 200-300 ngàn là chuyện bình thường. Em làm có cách em làm được. Như còn mà mình sản xuất thì là mình chỉ có là tập trung vào số lượng thì khi nào vướng giá thành cũng rẻ thôi. Đó là cái cách mà để mà em, nhưng mà phải chịu đầu tư với là rủi ro. Nếu mà may giá sử đi 200 bộ bán 100 bộ thôi, còn 100 bộ cũng ngáp lắm á, cũng mệt lắm đó. Mình có sale cỡ nào cũng bình thành ra lỗ. Đẹp một nha. Bộ trắng XL cho chị Thân An Nhí. Chào chị Thân An Nhí. Lâu rồi mới thấy chị qua này. Màu đen. Ai biết đâu nó. Thì giờ thật sự các chị, hàng này giờ ra lai mình tưng thì nó có giá thôi. Giờ các chị mà có đi cắt chỗ nào cũng vậy thôi. Cứ ra chờ sĩ. Tôi may giờ muốn được rẻ thì nói tôi lấy nguyên cây. Cảm ơn chị Hoa Thái, cảm ơn chị Thuy Trần. Giả sử giờ chờ sĩ các chị mua cắt đi để giống như nguyên cây, các chị sẽ giá tầm 140 hoặc 160 ngàn đổ lại một mét nha. Là nguyên cây nha.
là nguyên cây to đấy đó. Thì còn mà cách lẻ hơn thì mất 170 hoặc 180, nếu mà rẻ rẻ hơn nữa rồi các chị ra tùy theo cái số lượng các chị cắt thôi. Là cái vải chứ giờ còn hỏi nói hàng mà ở đâu thì dù nói giờ lai mình tưng tất cả mà thị trường đưa về hàng đưa về chợ các chợ cứ bên Trung đem về thôi chứ em cũng không biết. Chị đúng là đúng cái hàng phẩm thu mai là may cái nhà em bán size M size L bán từ 48 đến 56, chỉ không đỏ size khi kèm cân nặng vào để em chốt đơn. Xưa giờ em chỉ may lại em cứ đúng ra chỗ ra đặt hàng ở chỗ đó vải là vì em may nhiều nên em đặt cứ đặt đúng kiểu nào mà nhiều khi em đặt mấy trăm bộ mà một màu vậy á không có là người ta nói ở chợ tầm tháng đi người ta đặt hàng bên Trung đem về cho rồi em mới cắt thì chuyến nó bình thường thôi giống như, cái mình đặt nhiều thì nhiều khi vải nó không có sẵn thì có. Còn mà mấy bộ đồ hoặc ít là nó có nhiều lắm, tầm 50 mét, 30 mét đồ khi nào nó cũng có sẵn mà. Cao 5, cân 53, vậy thì mình lấy size L nha chị nha. Tại bán từ 48 đến tận 56 mình lấy size L nha chị. Ok, em chốt cho chị một trắng size L cho chị Phạm Thu Mai. Rồi. Trắng L hết hàng. Nhiều nói với cả nhà nè. Chuyển sang màu khác giúp em nha chị ơi, màu trắng sẽ là vừa mới bán hết hàng luôn Phạm. Nói với cả nhà, để cả nhà biết nha. Diều may và diều bỏ cái mặt này, diều đang bỏ sỉ ở chợ đó. Hàng của nhà diều đó. Các chị mua bồ trừ mấy các chị không biết đâu. Nhưng mà đó là cái chuyện đó là cái mẫu mã khác, không liên quan mẫu mã này để chi. Cái động cơ còn diều may thì diều sẽ để cái mặt luôn Hồ Thúy Diều. Đã nói like nền tân đúng hàng chính phẩm đó các chị cứ tới thôi. Các chị nhận của em bao nhiêu lâu rồi các chị biết rồi. Rồi xong rồi diều sẽ đi màu khác nha. Các chị đặt luôn. May mà bán trên live thì mình sẽ hạn chế cái mẫu để đừng đụng với cái hàng, đừng có đụng với sĩ mình bỏ chợ là vậy. Chợ giá sĩ là cũng tương tự như đại dương mà số lượng màu thì nhiều hơn, màu nhiều hơn để người ta dễ bán hơn và đặt theo yêu cầu. Nhưng mà giống như trăm bộ đi em vẫn nhận thì em sẽ làm đến được 5 số màu 7 màu vẫn được, miễn sao có số lượng thôi. Thu Mai chuyển sang màu khác giúp em nha. Mà trắng xe lời vừa mới bán hết rồi chị mặt ơi. Vào. Các chị nếu nhiều khi các chị mua bồ trường mấy các chị cũng mà mua hàng nhà dùng các chị cũng ngay đó. Em may em bán em cái gì em cũng làm cứ thứ cái nào cũng biết hết á. Nhưng mà tại mình làm là kiểu như là không có làm nhiều, không có chuyên về một mặt hàng này cố định. Em đi theo dập ly rồi nữa mà. Nên không có kiểu như là không có chú tâm mà hàng ngày phải cứ có mẫu lên nền mới rồi vậy cũng có cứ vài tuần rồi vậy em lên như vài mã vậy rồi em bán hết rồi em lên tiếp thôi. Hàng này thì hồi trước em đang hot đầu năm mới là hết vải, còn bây giờ vải đầy nhất ở ngoài có gì đâu, hết thích mẫu nào thì mình may lên thôi. Nhưng mà thợ may hơi lâu phải may trước là phải giống như một mẫu vậy các chị phải chuẩn bị trước một tháng như vừa mẫu mã vừa lên rập lên đồi rồi phong dáng rồi xong bắt đầu mới đi cắt vải. Mà khu vui nhất là cái lúc mà cắt vải lỡ ngay cái mẫu đó đẹp quá, lên phong đồ đẹp quá xong rồi đi cắt vải hết vải rồi chờ tiếp thêm tháng nữa để vải bên Trung gửi về đó, là cái đó là có đó. Còn mà có sẵn thì cắt lên liền nó nhanh. Rồi bò tím cả nhà coi được thì cứ chốt nha, 550.000 giá thì chung vậy thôi, dễ mặc. Xem ít trên L chị Vi Nguyễn. Trắng size L hết rồi phải không? Ừ. Trắng size trên L chị Châu Ngọc. Trắng chỉ còn mỗi trắng tím size cho chị size 2X. Tím đó. Tím 2X hết rồi. Rồi vô giới thiệu lại màu. Riêng size 2X mà size lớn á em chỉ còn 3 màu. Còn 2 màu. Còn hai đen trắng. Với xanh. Đen với xanh hả? Ừ. Còn trắng là chỉ biết thôi. Đen với xanh thôi. Size mà chị nào mà từ 63 kg trở lên còn đen với xanh thôi nha. Giờ đã hết trắng với hết tím rồi. Còn lại có đủ size. Tím L cho Mi Vân. Rồi cũng hết luôn. 5 tiếng nữa. 1 tiếng nữa mới ra hả? Trắng ok Trần Mỹ Ngọc. Hết 2X cả. Đó. Ê, còn xanh đen đó chị yêu ơi. Dù Mỹ Ngọc ơi, dù xin lỗi chị. Em còn xanh với đen thôi nha. Size 2X đó. Tím L còn mẫu thêm tím L cho chị Đức Nguyên lẽ thêm đủ nào để ghi là cái size không. Tím L thêm tím L chị in cho chị Đức rồi ha, Đức Nguyễn rồi ha. Cả nhà thấy đó, bộ đồ rất dễ mặc, nãy giờ mặc màu trắng giờ cũng thích lắm, cái nào cũng
em thích loại này, các chị có thể lấy cái dáng quần này về mình tách rồi ra mình mặc được những cái sản phẩm khác. Tính ra món 200 mấy nên dễ mặc cực kỳ luôn. Tím ok, tổng độ. Và các chị ơi, các màu là dù đã thử xong rồi là dù qua mẫu liền nha. Tại cũng có nhiều đó thôi, các chị cứ coi lại like, thích thì đặt ủng hộ cho em với. Size L từ 49kg đến 56kg nhưng với điều kiện là mông to to, đùi to to một chút xíu. Chứ mông nhỏ, đùi nhỏ là sẽ rộng cái ống quần. Rồi, áo thì rộng thì không sao nhưng mà quần thì em có nói, em phải nói rõ vậy. Rồi 57 đến 62kg, size của XL 63 đến 70kg, size 2X. Riêng size 2X là em chỉ còn màu đen với size màu xanh. Dạ ok nha chị Oanh Vợ nha. Áo nam thêm một tiếng nữa, vận chuyển đăng các ra. Chị ơi, set này bán là 550.000. Các chị đang mua sản phẩm linen tương cao cấp nha các chị. Có bốn màu để mình lựa chọn, tím, đen và xanh trắng. Khách hàng mới đọc bài ghi giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Chị nào chốt mà bổ sung thêm. Trắng còn size XL thôi nha. Màu kèm cái nào hoặc màu cần size nha các chị nha. Trắng còn size XL thôi. Em đọc lại bằng size để cho các chị chốt nha. Tím thì còn L, XL, đen và xanh đủ màu. Trắng thì còn L. XL, trắng còn XL. Chị Anh Võ là 64kg, mình sẽ lấy size 2, nãy là chị đặt màu gì, màu xanh ok. Size 2X nha, chị Anh Võ là lấy size 2X á. Chứ không phải 1X đâu. Nếu mà giá chị quá cao, giả sử mà chị mét xong bấy là dù ok. Dù có thể bỏ 1X được, nhưng mà nếu mà giá chị bình thường giống như em rồi vậy thì em lấy đúng size. Trắng L em hết rồi, trắng L em hết. Trắng là em chỉ còn size của XL thôi. Cả nhà ơi, không có nhà Diệu á, là Diệu thiên về là mông đùi rồi vậy là to. Diệu có nói rõ rồi đó. Còn muốn thả ra thì đây, rất là dễ mặc luôn á. Diệu đang may lại cái quần mà các chị mua cái dáng hôm trước á, là giá là 265 đó, quần lai nền tưng đó. Thì Diệu đang may là đang thực sự là mét 6, mét 6 hả, gọn không, nếu gọn bỏ XL thôi. Gọn thì bỏ cho XL cho chị đi. Tại nói chung cái này là cũng vừa theo, nó chỉ là 80% độ gãy thôi so với cái bản size thôi, còn vừa theo cái dáng của mình á. Cái chị rất gọn luôn, 60kg mà em nói nhiều khi đứng ngang như em á, nặng xương á, nên không có không phải cân nặng vậy mà sẽ mặc như nhau. Có chị là nhỏ hơn một size, có chị là lớn hơn, mông to hả. Ok, tím XL cho Nguyễn Phượng. Chị có chị Anh Võ là chị khách mới này. Xanh 2X ok cho chị Trần Thị Hà này. Sao mông là Diệu đang làm đến nếu mà size XL là 110 mấy rồi, 114 rồi, 115 là size XL là về lầy lờ, không có sao đâu. Quần thường chị mặc XL ok, tại giá chị cao, mét 6 là cao là gọn đó. Chị Cao Thúy Lê quần 265 đẹp đó Diệu. Các chị có cần cái ống quần nó, Diệu đang suy nghĩ á, hay là đợt sau thì mình may ôm hơn không? May ôm hơn thì nó ra cái dáng lại khác nữa. Hay là để rồng rồng mà lên đỉnh á, thì em thấy là mặc rồng rồng á để em nhìn cho nó kiểu như thùng thùng thùng, nhìn nó hay hơn. Là dáng nó đứng quá mà ôm á, thì đứng quá lại em sợ. Lỡ mà ngồi xuống nó cong cái vải á, nên em không có dám làm ôm. Mà hỏi các chị có thử thích không? Mong 105 vậy thì mặc size đó được rồi, XL đi không? Sau này chị mà nếu mà hàng nhà dùng may chị cứ đúng XL thôi. Cái ống quần 205 á, 265 á thì em đang nói để suy nghĩ một chút có cần túm vào chút không đó. Để vậy mặc đẹp rồi. Dạ. Cái quần đó còn không ta? Còn mấy cái màu xanh đâu chị Nguyệt? Quần mà 265 ngàn. Đây. Tại vì may á. Ấy đây sao dư ra mấy cái màu đây? Đây, hôm trước là em có nói với khách là em dư màu này thôi nè. Còn áo nam chưa có đâu. Ui sai anh L chị. Trời ơi, XL nè, cái này là chắc bị xả này, hay bị trùng này. Rồi xanh XL, xanh XL. Ê, cái dáng quần của nhà Diệu này các chị. Không, cả nhà cứ nhìn cái quần đây, 200 mấy ngàn, các chị thấy nó xứng đáng hay không? Cái công sức cái người may rồi, cái người cắt vải rồi làm rồi ra 200 mấy nó không có lại gì so với quần này luôn á. Thì nếu mà các chị nhìn lên xong các chị nghĩ trời ơi sao mà rẻ như vậy luôn á. Rồi, xanh này XL, chị nào 62 nè, dáng còn gần 63 rồi mình có tư nè. Trắng vào cái size L này. Áo nam một tiếng nữa các chị ơi, em đang chờ xe. Vân Thủy XL, xanh XL, quần này 265 đó các chị. Đây trắng nè. Em may hôm đó em nói mấy trăm cái mà về xong rồi. Ủa khách lấy nhanh lắm. Đô ram like có chút xíu là sạch hàng à. Không có kịp đăng hình đồ luôn á. Rẻ rẻ nhiều khi các chị cũng sợ quá. Rồi.
chị nhìn ba cái quần này này rất đẹp nè. Dạ đó các chị nhìn rồi, màu lạ này đó, cái màu dùng tính ra đều tìm cho các chị, mà nhất mấy chị mà lỡ mà có đi làm công sở mặc lên mấy cái này quá sướng luôn. Rồi màu là size của XL nha, màu là có size XL. Em mà đang nói để em coi cái màu vải sao đã rồi em mới tính tiếp. Cái phong quần em may nè các chị, 265 các chị dùng đi, tiền vải tiền công tiền này tiền kia. Màu là size XL, màu còn cái thì không có nhiều đâu các chị. Khi nào may thêm dù chưa quyết định may. Đáng nghe hôm trước có dư thêm chút nữa mà, nhưng khách sĩ dù thấy dù like được quá hốt hết rồi, hốt hết cái những cái màu còn lại rồi. Rồi với màu xanh này có XL thôi, XL với 2X. Màu xanh này có XL với 2X. Các chị nghe tư vấn kỹ nha các chị nha. Khách mới coi bài ghim dùm em. Màu xanh này có XL với 2X. Bộ chị cho đăng mặc là Lan Tưng nha chị Thu Sam nha. Lan Đình Tưng á chị yêu. May chuyên về Lan Đình Tưng cho các chị mặc cho đã. Đầm áo đồ vậy em đều làm hết cái Lan Đình Tưng hết á. Giờ đó cái quần này thì hiện tại là như vậy, chị nào lấy thì cứ lấy đi nha. Chứ em phải coi bản màu nào em thích thì em mới may lại, chứ chưa chắc đâu. Nói chung là em cũng hên xui, hứng hứng thì may, hứng hứng thì thôi. Với lại khách mà cái nhu cầu khách đặt nhiều á thì em mới, tại vì may số lượng nhiều mà đó, đưa ra là trừ dư hàng sao đó. Còn mấy màu chị nào thích được cái nào thì lấy thôi. Riêng màu xanh là dù còn size của XL với 2X là đến 70 kg các chị ơi. Chị nào 70 kg mình lấy mấy màu này đi, đẹp nè, phối mấy cái áo trắng mặc lên nhìn trẻ nè, áo trắng áo đen rồi vậy nè. Còn màu trắng là có size L là 56 kg. Rồi màu xanh này á là có mỗi size XL, nhiều một màu còn một size vậy đó. Xanh 2X ok Trần Thị Ái. Đấy chị mua quần này về là biết á. Hôm trước anh chỉ có dư màu này nè, đâu dư màu trắng đâu, với màu lạ đâu. Bộ dù đang mặc là 550.000. Lai nền tân luôn chị ơi, lai nền tân luôn nha. Quần trắng là chị có Ok có một cái. Ok quần trắng cho chị Phạm Thu Mai. Hết rồi các chị, thử có một cái đó thôi. Mấy này dù chị không có thử, khỏi thử đi ha. Màu chị vừa đang cầm là màu là size XL nha các chị nha. Là size XL. Xanh thì màu xanh thì còn XL và 2X nha các chị. Các chị mà sờ mà giống như line này mà thực sự nha. Tại màu đậm thì đương mấy cái màu mà quần xanh size XL cho chị Yến Minh Trần. Xanh XL. Mấy chị nào mà thích cái màu mà ít xuống hơn á, là em thấy không? Cái gam màu này màu da. Quần xanh size XL cho chị Phương Lê. Gam màu hơi tây tây á. Còn cái gam màu sáng á thì có thể đi xuống giống màu đen thôi vậy. Nhiều chị kêu màu đen á, dạ mặc á nó nhìn cái màu nó sẽ không bóng bằng mấy cây màu kia. Nhìn thì bóng mà nhưng mặc một thời gian không bóng bằng. Có chị thì nó vậy, nhưng mà em giặt thì em thấy màu đen này nó rất là càng giặt càng thấy lấy bóng. Tùy hay là tùy người giặt nữa em cũng không biết nữa. Con xin hai con chị. Con ghế đó con không? Hai ít hết. Xanh còn một ít thôi. Xanh hiệu còn một ít lại còn một ít. Phương Lê ơi, quần xanh 2X vừa mới bán hết luôn chị ơi. Xong xin lỗi chị chuyển sang màu khác giúp em cả nhá. Bộ tím vô mặt còn á chị Hòa Bình ơi, còn đủ màu á. Còn đủ màu. Quần trắng hết rồi các chị. Hòa Bình là rơi vào size của XL với ta. Chị yêu là mấy bao nhiêu ký ta, em quên mất cân nặng của chị rồi. Nếu mà XL là còn đủ màu, còn size L là shop hiện tại chỉ còn màu tím, màu xanh, màu đen. Trắng em hết hàng. Size của XL thì còn đủ màu, size của 2X á là em chỉ còn màu xanh với màu đen này thôi. Các chị ơi, ghi quần giúp em nha, để tránh nhầm lẫn đang lên các cái màu đồng nha các chị nha. Em có quần đen hôm trước bán hết rồi. Xếp vừa mặc màu gì 70 kg vừa không? 70 kg chị lấy size 2, nhưng 70 kg bây giờ chị chỉ còn mà được màu xanh với màu đen thôi. Màu xanh màu đen. Lấy bộ tím 62 ok, lấy size XL cho chị Hòa Bình được. Hòa Bình là thường cái size nhà vừa là size XL á. Chị nãy vừa thử không nói thiệt nha, chứ vừa thử bộ trắng và bộ xanh lên vừa thích lắm luôn á. Màu nó ngọt nó nhẹ lắm, đây là tưng. Rồi vừa qua nha. Ok thì chứ các chị vừa cũng giống như các chị biết đang chờ gì không, chờ đồ nam. Xe nó đang bốc lên xe rồi vận chuyển từ chỗ bãi chỗ cái chỗ giao á. Bên đó rồi vận chuyển qua Diều. Màu là 62. Chị Lê Diều còn màu lạ không? Ok. Màu là hết luôn, vỏ dung 70 kg vừa. Chị cũng mầm ơi, 70 kg mình mặc size 2 nha. Các chị coi cái dáng quần của nó đẹp hay không, mình biết cái gì này. Dễ mặc cực kỳ luôn á.
quần jean, đem cái quần jean cho cái mã kia còn lại đem vào đi. Quần jean, quần jean còn một mã này, chị nào lấy cái quần mã 19 á đó. Ngay quần jean khách vừa mua rồi, giờ để dành mua, mua mà có chị cũng dễ thương lắm, mua để dành cho con mặc luôn. Mình mặc rồi con mặc rồi nữa, tại vì nhiều khi gặp cái mã nó hàng nó đẹp mà nó rẻ quá, hư mình lấy ra tiếp cái mới. Giống nói cho nhiều chị sai chị mặc em mờ đó. Trên live mình nhớ nghe tư vấn kỹ cho nó chứ. Đến khi ông cảnh thôi, đến khi cảnh á, trời ơi, cái mẫu đó các chị ghiền nó mặc ngoài. Nhưng thật sự như nhiều này, với cái bộ đồ này đó các chị thấy dù mặc ngoài đó, dù phải mỗi lần mà dù đi mua là các chị biết không, mua là áo là 5 cái, quần là phải 5 cái giống nhau, vậy là coi như 5 ngày live vậy đó. Dù phải chuẩn bị nhưng bây giờ tiếc một cái này, nếu mà biết hồi đó để lại 10 cái 15 cái cũng không có sao, giờ sắp hư luôn rồi. Quần này hết rồi. Chị Nguyệt Rang, Rang Nguyệt ơi, khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn bổ cho mình nha. Chị Nguyệt Rang ơi, ghi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn. Còn cái xanh hoa ít, mấy cái quần jean mà giá mà rẻ rẻ đẹp đẹp các chị cứ mua đá mặc cái phong mà thấy ok cứ để lại mấy cái trong tủ đồ đi, đâu sao đâu. Khi nào mặc hư cái kia cũ rồi vứt đi lấy tiếp cái phong, lấy cái đó ra mặc tiếp mà. Biết là áo quần không thiếu nhưng mà có những mẫu đồ nha, mặc hoài luôn đó. Em có một chị khách này, cái quần cao kim nếu mà ai cách đây mấy năm của nhà Diệu nha, quần cao kim 200 á, nhớ hoài Diệu luôn. Diệu ơi, giờ Diệu chị chỉ mặc được cái phong đó rồi, Diệu về đi cho chị mua với, còn không nữa biết shop nào chị dùng cho chị với. Giờ một tuần bao nhiêu ngày đi làm chị chỉ mặc được cái phong quần của Diệu đó thôi, mà bán 2 năm rồi giờ đâu còn nữa. Hồi xưa xong mua nhiều đi, mua 8 cái rồi mà giờ đến khi nó cũ á các chị, muốn mua lại đâu còn. Có những cái phong quần nó đẹp vậy đó. Rồi các chị, còn một cái 2X này, size 70kg này. Rồi, quần lẻ lúc nãy 265. Nên mấy cái, có nhiêu đem vào là hết luôn. Em biết kho còn rồi phải không? Không, hỏi tỷ lại thử coi. Cái này hàng không biết kho còn, để chị nhận lại. Quần xanh 70. Ok, chốt cho chị 7 huỳnh. Còn à? Rồi, đây, giờ chỉ còn mã này, ai chốt thì chốt thôi chứ giờ... Chị đọc cái bản size này đi. Cái bản size này không có còn không? Ừ, khách Diệu, Diệu đăng bài các chị cũng thấy đó. Khách Diệu đọc thêm từ bình luận ở trên bài đó. Còn mã 189 ở ngoài nữa. Không, cái mã mà quần đậm hết không? Đem cái quần đậm vào, cái quần đậm đó là 48kg sợ, chị phải đầy người thì mặc được, chứ không thôi 48kg em sợ rộng. Quần lúc nãy còn màu xanh thôi, rồi rinh nha. Xanh hay hết rồi, jean này 19 nè. Em đưa lại cho các chị chứ thực sự bán cái này đang bán lỗ mà ngồi live mất thời gian cái mồ luôn á. Em dành 10 phút nha. À, thôi 5 phút thôi, chị nào không đặt thôi thì bữa khác đặt thôi. Chứ nó có mã này thôi. Cân nặng đến 75kg. 48 thì dám rộng. Đến 50 có không? Còn gì rồi thôi. 50 size M là 57. Rồi 58 đến 64 size L, 65 đến 70 size XL, 71 đến 75kg, 77 cũng được. Mà nếu ai dán gần bọn á, tại rin nó giảm mà, đến đâu nó giảm đến đó mà. Rồi rin là em chỉ còn mã này thôi. Em đưa size 2X không? Ừ, còn 2X. Rồi đưa đi. Đây, bò trắng không có ML hết luôn rồi, còn size XL thôi. Lấy áo đó nha, dìu 60kg, lấy áo nào chị? Áo gì chị hôm nãy vừa bán áo gì không ta? Em bán bộ cho em bán áo. Chị Su Su ơi, cái hàng mà 550 là 3 size L, XL, 2X nha. Chị cứ ghi cân nặng vào em soạn cho nha. Cái này 190.000 nha các chị. Cái này 190. Lên M cho Hồng Lan. Trời ơi, mua rẻ, mua nhanh đấy các chị nha. Em còn quan nhiều mẫu nữa, tại cái này vừa like rồi. Vậy định có lấy thì lấy đi chứ không còn đâu nha. Áo tím cái này bán nguyên bộ chị ơi, nguyên bộ 550.000, nãy vừa có thử rồi. Ok, size M thân long chương. Size vỏ ngang, vỏ riêng đi, vỏ ngang biết bao nhiêu. Bộ đen sốt, bộ đen size của L nha. Ok chị Nguyễn Nguyệt Trang, đen L nha. Quần riêng 53 Mỹ Trang size M. Quần 190.000. Quần này 190.000. Này là vừa tặng sale đó các chị. Các chị thấy vừa về này có mẫu này nè, cái mẫu này nó còn xịn hơn nữa mà vừa tặng về 170.000 nè. Còn một cái size M nè. Rồi, còn một cái size M. Ai lấy chưa hết luôn đó. M, XL, mã 175.
lấy bò tím size L, quần jean size XL 3 quần ok 7 huỳnh, size XL lấy 3 cái. Bộ là dù có ML, L, XL, 2X không có may M, 2 cái size L có thị linh 2X cho chị Võ Thành Nguyên. Cô đang lấy hàng 1 chị lấy hàng 190. Khi nào chị nào bấm 175 thì em sẽ soạn cho cái này. Có M với XL với 2X 175 bảo Nga được cái này. Rồi khách hàng 58kg cho anh Nguyễn lấy size của L này. Có 190 nha. XL Trương Thanh Loan có 175 này. Ok 175 này. Đã có size, có size gì nữa không? Rồi có cái size L nữa. Lấy cái màu Diệu đang mặc ok chị 60kg chị lấy size của L luôn. Chị Nghĩa này. Còn 175 cho Bùi Ngọc Điệp rồi hết này. 175 còn size 2X thôi. Rồi đó, 175 là dành cho 70kg trên 70kg. 175 hết hàng còn 190 thôi. Rồi các chị, 190 chốt có chiều qua. Nè Diệu bác tặng nên Diệu không muốn mất thời gian quá cho một cái sản phẩm mất các chị yêu. Nó đã lỗ rồi mà bỏ công ra nhiều quá Dũng là ai thích thì chốt thôi. Quần này các chị mua các chị cũng biết hết rồi. Đó là bán trăm mấy. Riêng size XL 175 em hết. Quần em còn giá của nó là 190.000. Đầy đủ size ML, XL, 2X. Giá quần như vậy nha các chị yêu. Giá quần cực kỳ đẹp. Rồi 60kg cho chị Hảo. Size L, chút L qua bên lấy đi. Con con chút ghi lại đi nha. Rồi còn rồi vừa qua đây có nhiêu đó thôi không có một 2X ok chị Phương Lê giá 175 này. Phương Lê 175 này ai nhận thông tin nha vừa vậy là biết đó siêu đẹp luôn. Ồ khách thì vừa có chụp cái bình luận đó khách vừa còn đặt thêm mà một mẫu vậy trang cái mẫu vừa đăng like lấy thêm 5 cái để dành cho con mặc con thích quá. Không, 45kg vừa không có bán. 45kg vừa sợ rộng lắm đó chị ơi. Về chắc mặc được đâu à, cho áo 150.000 đi mọi người ơi. Chị ơi, áo bên hông cái chị. Chị áo không áo 150.000 bên góc này nè. Một cái quần 2X 175 cho chị Bảy Uyên. Áo nam nhiều, phải không nhiều áo mua nam không? Áo nam rồi bình đẹp lắm trong trong quá mà không thấy ai bán lại. Dù trong buổi live này dù sẽ bán áo nam nhưng sẽ chậm. Tại vì dù cũng giống như các chị đang chờ xe giao. Xe giao là em muốn nó nhốt chút mà giao em quay luôn chiếc xe giao hàng cho các chị coi. Này organic này các chị. Dòng đầm này còn cái này. Chị nào lấy ghi nè. 70 cái này 50 đến 70 2kg vô tư 75, biết 75 cũng có thể được luôn á. Còn cái sao sót cái này 380. Một quần jean size XL chị Duyên thì lý. Các chị à, trong chiếc giờ chứ cái nào chú 175 dầu độc cho. Cái này có dây nên là cả nhà mình sẽ có thể thắt luôn sau này nè. Sẽ làm dán gọn hay rộng là tùy theo của mình thôi. 385.000 à 380.000. Đầm nha, cái này dễ thương cực kỳ luôn nè. Mấy đầm này em thấy rồi có chỗ đang bán chục mấy nè. Mấy cái hàng thiêu này không có hề rẻ nha. Mà đúng hàng organic luôn á. Đầm cho chị Nguyễn Mai. Dập ly là vào ngày mai. Dập ly là vào ngày mai các chị em lập phía trong này là các chị nào sành hàng là nhìn là biết liền nhìn chỉ cần nhìn giống như dân mà sành mua linen đồ vậy là biết được cái hàng em bán lại gì liền. Còn bộ XL này XL chị nào xong trời ơi hôm trước em tặng này tôi nói thiệt tặng có 200.000 mà còn về á ốm quá mặc lên rộng đòi đổi màu phạch. Cũng đủ cái tiền bộ đồ 400 mấy ngàn của em tặng 200 ngàn. Bộ xanh và bộ tím cho chị như ý fan size L hàng 550. Rồi 62kg 63kg size XL các chị chốt dùng dịu 200 ngàn nha cả nhà. Rồi các chị ơi mạ hồng 63 giá bán sale tặng 200 ngàn. Hồng 63 các chị nha. Các chị mua hàng sale đừng đổi nha. Trên live mình nhớ nghe kỳ tư vấn cho các chị. Hồng 63 giá bán 200. Mua mà cái phong này là phong nhà em là chỉ có là em có nói rồi chứ dáng em làm sẽ hơi to to phải rồi bộ 200 cho chị Như Y Phan luôn. Ôi chị Nguyễn Nghĩa lấy
lấy vàng đi Nguyễn Nghĩa ơi. Này hàng 400 này, 400 dầu làm cho khách là 200 là dầu tặng đó. Còn bộ màu vàng không? Cái này chị Nguyễn Vinh này, chị Nguyễn Vinh hay mua hàng organic thế này. 200 cho chị Nhà Kỳ. Vàng nha, khoan Nhà Kỳ lấy màu gì? Các chị ơi ghi rõ giúp em nha. Mình chuyển sang là ghi rõ giúp em vàng 200. À, bây giờ là chương trình sale, có gì sale đó cái đã. Trong lúc chờ. Peng lên cho em số điện thoại để em lưu thông tin cho mình nha. Không phải là bạn đó. Không có cái Kiều Nguyễn. Rồi, không ghi màu dù hết sợ, dù biết đường màu dù dù sợ. Ấy Hồng Kiều Nguyễn không có, em xin lỗi vàng nha. Vàng thì có thôi nha, vàng ít trên lời cho băng tâm. Nguyễn Nghĩa có lấy không? Trả lời dùng cái Nguyễn Nghĩa. Em ưu tiên em để rồi mà không thấy trả lời gì không biết luôn nha. À, ok thì cũng ưu tiên dùng nhiều tiếng thôi chứ. Nguyễn Nghĩa có lấy cái bộ màu vàng thì nhắn dùng cho Diều, tại cũng được thì Diều để lại cho khách khác không sao cả. Thì Diều thấy khách quen thì Diều ưu tiên thôi, mấy bộ đó đẹp lắm. Nguyễn Nghĩa trả lời nếu không được em để cho chị Nhã Kỳ. Cái này các chị rồi ghi 150.000 này. Khách Diều cho mấy hình này phản hồi nhiều lắm, khen đồ 100.000 không tin luôn á. À, cái đầm này xanh 150 này, lấy cho cái đầm da này 150 luôn nè. 70, cái đầm này em đang cầm là 72kg. Thôi Nguyễn Nghĩa trả lời đưa ba Nhỏ Kỳ đi. Hả? Nguyễn Nghĩa ok, cổ về rồi mới trả lời. Đầm đỏ em hết rồi chị Hứa Tuyết thôi. Rồi 150.000 nha các chị. Cái đầm da này 150 này, đầm xanh này 150 này. Nhìn không, nhìn vậy thì em đưa cho cái hình coi khách vô mặt lên các chị không nghĩ đây cái đầm 150.000 đâu. Tại vì vô sale á. 150 màu gì ghi vào dây màu dùng cho dù vừa chưa úp cái hình này lên của khách. Khách cho đẹp lắm, để dành đang để dành. 150 các chị ghi cũng ghi cái màu vào gặp vừa đưa lên hai cái cùng màu á, dù cũng ác nữa. Lai đồ gì mà kỳ. Trời ơi, vừa nói thiệt, chị ấy mặc đẹp quá trời. Các chị coi 150.000 nè. Cái giá cả là một phần thôi, nhưng cái phần mà ở đây là đúng, phải đúng người nữa. Sang cực kỳ nha. Giờ nó sang cực kỳ luôn, chị ở trên này nặng ở trên mấy. Các chị mình nghe tư vấn rồi mình chốt nha các chị nha. Ra cho Kiều Nguyễn, xanh cho chị Thảo. Rồi ta. Bây giờ thử còn mấy cái bỏ cho hết luôn á. Ui trời ơi, bộ này 2X 409 của tôi sao còn đây. Ở đây thêm bộ nữa. Thứ còn lắc nhắc này, để cái xả này. Thắm Nguyễn chưa có đơn bên nhà em, khách hàng mới ghi kèm đồng ý cọc để shop cho đơn. Size L. Này vô. Chút. Size L các chị 65 đi. 65 vô nè. Cái đại đi các chị ơi. À 400 tặng luôn đi. 400 còn hai bộ 408 một bộ. Với size của 2X là 70-75kg trở lên đó nha. Trên 7 sau nói chung là size lớn á. Cái này các chị rút cái dây lại, làm cái hở vai vậy này. Bộ này phải 65 vừa đang mặc to lắm. Hết rồi chị Trương Hằng ơi, này là bộ xô. Còn hai bộ. Một bộ chị nào mà trên giống như dáng mà đến 75 á thì ok, bộ của em mặc là phải 65kg. Còn hai bộ tặng luôn cả nhà là 408. Giờ cũng nhớ giá nữa. Thứ còn ít giờ đem cái hàng 150 ra like nữa nè. Rồi like này like 150 cho các chị nha. Rồi, bộ này các chị thích thì em đang like kèm hàng lẻ để chút nữa em bán đồ nam. 150.000 là đồ áo len mà lành trắng ok chị thoa bộ trong người dìu ha. Các chị ơi còn size lớn nữa lấy luôn size lớn dùng dìu với cho nó hết luôn. Thằng thiêu vậy nè, cái này thằng chung này. Này dìu có khoe với các chị á, về là đến cả ngàn áo dìu băng dìu cứ ngày ít dìu đem ra dìu lai đó. À, cái phong rất chi là đẹp nha. Em hết hàng rồi các chị nha, em hết hàng rồi. Bộ này trả này, khách lấy rồi. Thắm Nguyễn ơi, hiện tại cái mã 200 đã bán hết hàng rồi. Em lưu thông tin cho mình chuyển qua đặt qua mã khác nha chị nhá. Hàng áo nam đang trên đường về nha các chị, đừng rời xa màn hình. Hôm nay rất là nhiều sản phẩm đẹp nha các chị. Vô bán trước luôn á. Huỳnh đi tới Thủy là bán chị à? Nghe quen à, tại sao nhỉ? Đâu?
Mà ghi sai chị đâu biết đâu. Cho mượn cái quần len này màu xanh. Nguyễn Thiên Hương đặt hàng lại từ đầu nha chị ơi. Mà mình đặt đã cùng đã bán hết hàng. Đặt qua mạng khác giúp em nha Nguyễn Thiên Hương ơi. Thế là mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Bồ trắng có 70kg không? Không, em bồ xanh cái quần dài đó. Mãi mấy cái quần ở đây đâu hết rồi. Ủa này bồ trắng 180-70 con. Hàng vừa mới đấy. Hàng mà nhưng mà 70kg hơi rộng. 70kg hơi rộng. Khách cụ nha chị. Rồi các chị áo 150 à, ai mua rồi là biết đó. Áo 150 hai chốt cứ chốt nha. Chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị nghe thấy tiếng xe tải ngoài rồi. Chết không hướng đi chỉ. Rồi áo này là 150.000. Các chị phong đến 70kg. Các chị đóng thùng hay thả ra gì cũng được. Nếu mà thả ra thì nó vả hơi dài dài. Các chị mặc quần sọc cực kỳ đẹp luôn. Nó có xẻ hai bên. Còn mặc quần dài như em thì nó hơi dài. Áo 150 nha. Rồi các chị mà 150 bắt đầu lên luôn nha các chị nha. À, lên hình gì thì đây. Em đứng cho các chị cái này giống như lên hình xước á. Hàng này hàng trung nha các chị ơi. Cái này hàng trung nha. 70kg. Bộ treo là 550.000 chị ơi. Bộ treo này là 550.000 một bộ như vậy này. Áo 150 Nguyễn Ngọc Khân. 150 Huyền Mỹ. Các đồng mới đọc bài ghi sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. 150 Lê Trường. Bán đến bao nhiêu? 70 à? 70kg. Bán đến 70kg thoải mái nha các chị nha. Con dài dài nha. 150 Lan Phan. Trên like nghe tư vấn kỹ giúp shop cho các chị ơi. Này các chị hôm trước em mặc cái quần trắng và quần trắng quần sọc. Vừa nha chị Trương Hằng nha. Đẹp tuyệt vời luôn á. 150 Bé Hiêu. Khách mua mấy này là có mua rồi. Bây giờ tối các chị lâu đóng thùng. 150 Thùy Lê. 150 Trương Hằng. Mà đang chốt 150 nha các chị nha. Áo 150 Phương Lê. Các chị lưu ý là áo này bán big size, bán đến 70kg. Trên like mình nghe chỉ hiểu tư vấn kỹ. Cái nào các chị không rõ hỏi trên like luôn nha các chị nha. Đừng nhắn ở trong tin nhắn. Áo 150 cho chị Nhật Phương. Em 150 cho chị Chi Trường. Em đủ tiền bán. Lâm Thu Yến khách hàng mới ơi. Đặt sang mạng khác nha chị nha. Không có đầm màu ke nha chị ơi. Đã bán hết rồi. Áo 150 Chi Huy. Các chị nhìn số vải này, nhìn hàng 150 cho chị Nguyễn Mai. À bộ tính là Nguyễn Mai ơi, cho shop kia số ký cân nặng nha. Áo 150 Hiệp Phan, khỏi đưa xuống. Thay vì kể đâu. 150 Hồng Phúc. Nguyễn Mai cho shop ký cân nặng để cho bộ tính. Gì? Đi mặc xem. Đi mặc xem. Có mua rồi đó. Mở đi không có thông tin chị. Ủa, 150 cho Trang Nguyên. Lý Ngọc Sen là cách mới phải không? 150 cho chị Hương Thủy Lê. Cứ hiện tại em đang chuyển khoản nhiều nhìn đông. Áo cho chị Hoa Bé. Áo các chị ghi mã 150. Ok Lý Mặc Sen. Giờ mới đồng ý nha. Xem cái cuối cùng. Còn cái nữa phải ơi, cái này 150 ngàn mặc chơi chơi thôi. Nhưng mà về là bị ngắt ngay. Lý Mặc Sen cho shop số điện thoại liền nha chị ơi. Bố sân 550 63kg. Size số 2 cho chị Nguyễn Thị Thuy Hình. Okay. Áo 150 cho chị Trần Nhã Hân. Nó có màu để dù có thể tại cái khúc áo chị cao nhìn làm cái size. Nguyễn Mai ơi, cho em cái cân nặng cái chị Nguyễn Mai nha. Áo 150 bỏ ra này. Nguyễn Mai 70kg đó em. Đấy size 2. Size 2 luôn vào. Ok, tím 2. Rồi. Bộ tím 2 ít hết hàng thôi. Tím 2 thì hết rồi Nguyễn Mai ơi. 2 ít là nhiều còn màu xanh. Màu đen. Ok, sau cảm ơn chị Lý Mặc Sen. Cái này to không? Rồi, cái này nhỏ. Cái này 62kg thôi. Rồi, các chị mã tiếp theo trắng 62. Các chị ghi trắng 62, giá bán 150. Ghi kèm cân nặng vào để tránh nhầm lệnh. Shop đã tư vấn rất là kỹ nha các chị nhờ. Mã tiếp theo trắng 62. Đây. Nãy là 70, phong 70, phong này 62. Có nhiều đây à? Rồi, chế nào mà mua mấy hàng này của nhà Diệu rồi là biết. Rất dễ mặc luôn, trăm mấy ngàn. Nhưng đợt này len nành có tay dài vậy mà. Trắng 62 cho chị Lê Thị Dung. Hả? Tím 70 đã bán hết rồi, Trương Hằng ơi. Tím 70 đã bán hết rồi. Lấy ra đâu xong chút đi. Rồi, ghi 150 thôi. Trắng 62 cho chị Thu Hải Yến. Trắng bồ đen 70kg cho chị Nguyễn Mai. Okay, Nguyễn Mai có hàng. Bồ này đẹp lắm chị yêu. Trắng cho chị Lan Farm luôn, trắng sâu 2 nha các chị nha.
Khách nào mới đọc bài dung giúp sau khi kem đồng chuyển khoản cho các chị. Áo trắng 150 nha. Nó dù dài dài dù cái gì dù cũng làm được hết cái trắng giá. Trắng sau 2 Hạ Yến đã có hàng rồi. Trắng sau 2 cho chị Yến Hoàng. Còn không? Còn cái. Còn một cái cuối cùng nha các chị nha. Sao chưa ra? Trắng sau 2 cho chị Minh Hầu. Lại thêm mã nữa. Nhất mã này bao nhiêu ký chợ cái hoa đẹp giả mang luôn. Ok, Lan Lan đã có hàng rồi, trắng sau 2 cho chị Nhã Hình. Ok. Cái này chắc to nè. Cái này 70kg rồi. Rồi, có 70kg. Bù đen này. Này, cái thiêu vậy nha cả nhà. Rồi, mã 70 luôn đi. Phải thử ha. Cái mã 70 là mã to đó. Cái mã dành cho các 70kg. Ok, bổ sung thêm một bộ sen 2X cho chị Trương Hằng. Hàng 550, sen 2X. Bộ rất đẹp các chị ơi. Sen 2. Nãy tại đầu like chắc các chị vào sau đó thôi chứ. Mà tiếp theo trắng 70 nha các chị nha. Áo 150 mà tiếp theo trắng 70, các chị ghi rõ trắng 70. Chốt tiền mặt chúng ta tiếp theo. Này là Lan Tân. Mà 70 Nguyễn Mai, 70 Enter lực. Giá bán đang bán đồng giá là 150 nha các chị ơi, khách đã mới đọc bài game giúp shop. Mà 70 ok cho chị Hải Yến luôn. Mã 70 hình rất đẹp luôn á. Hình đẹp lấy luôn đi. Trắng 70 Ngọc Khân. Trắng 70 cho chị Kim Sa Lê Hải Yến đã có hàng. Trắng bảng mã 70 nha các chị. Set chị Diều đang mặc là 550.000. Hàng line này từng trên line các chị nghe từ bên kỷ. Trắng 70 thân loan. Trắng 70 thân lê. Bồ đen 60 size XL ân dương. Này trắng 70. Một bồ trắng và một bồ đen size XL cho chị thân kim. Một bồ trắng bồ đen XL ok có luôn. Ok có đủ hàng nha thân kim ơi. Thêm một đồng bộ đen cho em nè. Rồi 70 cho chị Trang Nguyên. Anh Dương là 60kg theo. Thân kim là số 1 đen, là đen. Hàng nào 50 xong hết rồi. Chị tình từ đằng là dành cho thân kim là nhiêu ký vậy hả? Tại vì số 1 là sao sao XL. Trắng 70 cho chị Kim Mên. Các chị mà áo 150 đang chốt là 150.000. Các trên like các chị nghe từ bánh chị của em nha. Hải Yến ơi, cái hàng organic nhà Diều có thông báo rồi. Về một lần bán hết rồi thôi, không về lại, khỏi cần hỏi nha. Giờ có đẹp cỡ nào, giờ có muốn mua chục cái, 20 cái, 50 cái, 100 cái cũng có hàng. Tại không phải đâu, không phải là dù nói là giống như Lâm Khó, mà vấn đề là cái hàng organic mà để mà các okay, chị mua 500 ngàn trở lên mà các chị mua 200 mấy ngàn thì ở đâu ra? Phải đi vô tại nhập tại nhà máy và cái số lượng là còn người ta còn bao nhiêu hoặc là mình đặt á, cái số lượng phải khủng lắm. Mới về bán cho các chị giá 200 mấy. Bây giờ mà vì ra 100 cái mà để bỏ vốn là nhập lại là chắc chắn dù không bao giờ bỏ. Tại một mẫu là dù phải nhập 300 trở lên. Trắng 70 tuyệt xuyên. Áo là đang bán 150, các chị ghi mà trắng 70 giúp em. Trắng 70 xuống lên. Cũng về được. Cái nào 300 cái thì dù về cho. Chị Ấn Lê thì khách đang mới ghi kèm đồng ý cọc để em chốt đơn cho mình nha chị. Hàng ơi. Organic Ấn Lê nó thì ghi kèm đồng ý cọc để shop cho đơn cho mình. Cực kỳ luôn, những cái này các chị để mua được 150.000 là em phải về 1.000 cái. Nhưng may sao á, các chị biết sao không? Nó có phong của 62kg và phong của 70kg. Trong lúc đó nó có nhiều hình nên thành ra em bán là em cứ chia ra giống như hôm nay em đưa 3 màu. Ngày mai một tuần sau đi em mới đưa tiếp 3-4 màu tiếp. Em không phải là lùa lên một lần giới thiệu cho các chị nên mới bán được. Còn cái hàng mà organic á, giống mấy cái hàng mà hàng này là các chị biết không, một mẫu vậy người ta phải bắt buộc em phải lấy 300 cái. Em các chị mới mua 200 mấy ngàn chứ hàng mà đang các chị mua 500 mấy ngàn mà giờ ở đâu bán 200 mấy ngàn cho chị yêu. Chỉ có là phải mua sỉ thôi. Em đang bán 270 nè. Nhỏ hơn size này một sao. Mã 9 là mã này, size này nhỏ hơn. Về thì từ về cái cân nặng luôn đi. Rồi các chị ơi, hàng áo nam đã chuẩn bị về, chuẩn bị lên luôn nha các chị nha. Mình đón xem trên live, đừng rời màn hình nha các chị. Bên em đang bắt đầu chia ra các chị. Rồi mà áo trắng 70, chị nào chốt thì bổ sung lên nha các chị. Trắng 70 giá bán 150. Tâm sự với các chị vậy á, mua rẻ lý do vậy. Các chị phải đò cùng với em cũng hơi mệt đó. Mệt biết sao, phải chạy số lượng á. Ok, một bồ đen, một bồ sen size L cho chị Ấn Thị Lê. Chỉ có sen thôi, trắng... à đây cũng có vậy. Trắng Ấn Thị Lê ơi, chỉ cho em cái số điện thoại em lưu thông tin cho mình. Trắng 70 cho chị Nguyễn Tú. Anh thì lê cho shop số điện thoại liền nha chị ơi. Ai chưa mua mã này thì Diều đưa cho mua lại này. Nó hàng này. Còn hôm qua, chỗ hôm qua em nói điện thoại này giống như em muốn cãi lộn với khách luôn á. Cái áo người ta bán rõ ràng là big size.
hàng hàng này là không có sai đúng cái mẫu này luôn đó chị. Organic mua rẻ hơn mấy trăm ngàn rồi. Em ơi chị 53 kg, chị mặc rộng lắm, em đổi size nhỏ cho chị. Nói chị ơi cái này đâu có sai đâu. Rồi chị bảo chị thích rộng, chị có thể rút cái dây này lại được mà. Không, chị không thích luôn. Bóp vào nó mất cọt. Trời ơi muốn giận dễ sợ luôn, đã bác sĩ rồi mà các chị cho em tức em biết nói sao luôn. Áo trắng 70 là có nghĩa bán lên 70 kg nha Kim Anh nha. Áo trắng 70 cho Kim Anh. Chị đang chia bán sai. Chị đang làm bán sai. Khách hàng mới đọc bài giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Ai mua hàng này rồi 500 mấy là tự động thương số bán 200 mấy ngàn liền. Hai cái trắng 70 đưa xuống nha chị ơi. Mình nói được rồi, mình giống như mình phải làm được là đưa cho khách sao, đưa cái hàng đúng hàng chất lượng á. Chị Lê Thị Ấn cho shop liền số điện thoại. Áo cam chị Như Y Phạm. Áo trắng cho chị Vân Phấn. Mua mà khó quá là vô nó chốt đâu. Vừa bác sĩ rồi mà bán mà lợi ích mắt rồi. Kim Huyền khách mới đọc bài kim giúp shop khi kèm đồng ý cọc để shop chốt đơn. Áo đang bán là 270, có 3 màu để các chị lựa chọn. Xanh, cam và vàng nha các chị nha. Áo cam cho chị Thúy Trần. Dễ nào mà nhận hàng này biết. Đó. Nên cả nhà hết rồi là dù không có về lại. Chắc chắn dù không dám về lại luôn á. Dù người ta có chào. Tại vì ôm số lượng quá nhiều dù sợ. Vốn rất cao dù không có đủ khả năng mà phải về lại. Ok Thúy Lan áo cam. Xanh bơ hả? Cái này không có xanh bơ. Yến Đinh xin bỏ riêng đi. Ok hứa tiếp. Không có màu xanh bơ, không có vàng cam, xanh này thôi, không có bơ gì nữa các chị ơi. Có mặc bao không? Có một chị đây chị em biết cho. Organic can đủ Thúy Lan chưa? Yến hết rồi, Yến hết rồi. À, rồi. Áo xanh Huệ anh. Áo cam Hồng Liên, áo cam cho chị Diệp Ngọc. Hàng đang bán là big size các chị nghe tư vấn kỹ nha các chị nha. Chỉ chiều 53 kg nha các chị. 70 kg các chị. Xanh cho Thủy Hiền. Xanh cho chị Nguyễn. Cho chị Kiều. Ái da, mừng quá. Mẫu này tôi bán hết luôn. Rồi, xanh hết hàng. Áo 270 ngàn, nhìn rồi đẹp lắm mọi người ơi. Hôm nay mua thêm đó. Áo cam cho chị Lê Thị Ấn ơi, sau la mình cọc cũng được. Chỉ cho em liền số điện thoại để em lưu thông tin cho mình cái Lê Thị Ấn nha. Sau la chỉ cọc cũng được. Áo vàng cho Mỹ Trang, mẫu này giờ cũng sắp hết rồi. Cũng mừng quá trời luôn á, bán biết bao nhiêu lâu rồi đó. Thực sự lay lại thôi chứ nó không phải là mới gì đâu. Tại số lượng nhiều quá phải lay lui lay tới đó. Bán sao hết liền được. Vàng cho Mỹ Trang. Khách mới nha, mua hàng có sai đi về đừng nói thiết là rộng với đồ nha. Nếu rộng thì thiết thì bóp lại chứ mà đôi là đã lên nền này mà mặc cái rộng rộng mới đẹp chứ. Đòi còn kêu bóp lại thì kêu sự mít phọt làm khó này kia. Đừng có chốt nha, tại em cái này em bác sĩ em nói chị có buồn hay chi chăng nữa cũng vậy thôi. Em bán giá này là rẻ nhất thị trường rồi. Giờ chị mua một sản phẩm rẻ gần đến 200 ngàn ở đâu ra. Em đi buôn nhiều người còn đi buôn chưa mới biết vâng, 200 ngàn còn đó. Bác thấy mà còn xét bộ là 550 nha chị Kim Ngân nói gì đến mấy trăm ngàn một cái đồ. Các chị mua rẻ hơn mấy trăm ngàn đó, dù dám đảm bảo vậy đó. Quần trắng lai nèm về chưa em? Mẫu nào chị? Vàng út hoàng ok rồi nha. Rồi đó, dù còn hai màu này cũng sắp hết luôn rồi đó. Cái khúc dưới này là hết luôn nè. Cái này á là dù sẽ chờ vào cái khách mới á. Khách mới thì sao biết sao? Áo cam Trương Thủy. Là khách mà chưa mua mấy sản phẩm này á thì em like lại khách thì là chốt ok hơn. Còn khách cũ thì hầu như mua hết rồi. Này vừa đưa cho cái mã này, hiện tại dù còn số lượng nhiều lắm này. Bây giờ chưa có like lại. Cái này còn rẻ hơn nữa nè. Không mà các chị cứ nhận hàng đi. Đúng hay không cứ lên đây la dịu thôi. Chị Huệ Hân Huỳnh Hồng. Ê, organic nè, các chị lập tới trong ra cho các chị coi nè, coi cái đường viền của nó là nhìn cái biết liền nè. Áo xì đấy chị ơi. Áo cam đó. Cái này các chị biết giá nhiêu không? 260. Với lại vừa nói nè, nó nhà vừa về nó để một phao vậy thì vừa bán một phao vậy thôi nha. Xong chụp cái kia vừa khách kêu. Em ơi, không chị không mặc L đâu. Chị mặc M thôi, nó chết trời ơi, tôi không có size. Một size duy nhất nó đưa muốn một size vậy, một phao vậy đó. Vậy mà to vậy đến 70 kg vậy các chị nhắm thì lấy thôi. À chị Kim không, cái đó phải khách đặt nhiều à, xác định nhiều em mới về. Lê Diệu ok. Vì hàng nhà Diệu là phải về số lượng, khách đặt nhiều Diệu mới về các chị nha. Trong cái áo vàng chị ạ. Mai ok, tím xinh.
xanh kim tiên. Nó 260 mấy chế chốt thì ghi đi. Rẻ mắt là các chị từ đáng đánh giá luôn. Rồi, cái này đông thùng nó thả ra gì cũng được hết. Nó chỉ bữa trước có màu gì nữa mà bán hết rồi á. Em nhớ nữa, cái này tơ nha, cái này tơ. Màu okay, em Lê Thị Ấn em soạn chưa chị Lê Thị Ấn? Rồi Lê Thị Ấn đã có hàng rồi, ok. Xoán rồi chị Lê Thị Ấn nha. Xanh tím các chị lấy hai màu mặc đi, hàng này 70kg vô nha. Vàng tí Lê 270 luôn. Và 270 dưới đó không? Ok, cảm ơn chị Lê Thị Ấn nha. Cứ ra thằng bình thường chị ơi. Vàng 270. Khách mới là mã hàng, số điện thoại kèm đồng. Bằng tiếng kèm đồng ý cọc giúp em áo xanh chi huỳnh. Áo nam á, Diệu đang chờ với tỷ á, sẽ so sánh với mấy cái hàng mà hàng kia coi có đúng không. Mà lên định á, là nghe thị báo là nhỏ hơn một size đó. Giống như ông xã em mà mặc 40 là size 3, là hành lý của hàng Việt Tiến á, lấy 39 là bây giờ phải qua 40 đó. Đang đo là thấy nhỏ hơn một size. Là cái lên định đó, là bỏ xuống đi chị, bỏ xuống đi. Đấy, bỏ bên hông. Chi huỳnh đã có áo xanh rồi, ok. Đây, chị nhé. Em, chị em mình đi dạo một chút ha. Chị em mình sẽ... không, từ từ, bình tĩnh. Không sao cả. Em dẫn các chị đi ra coi thử các bạn nhân viên của em đang cái làm cái hàng này nó như thế nào ha. Em, các em ơi, lên hình nha. Dù mới bán cho các chị cái giá 195, còn xin lỗi, đem về 5 cái trả cho chị dùng nha. 1.350.000 các chị đâu nha. Nếu em thấy cái này là chất linen, nó ghi 100% linen, thì cái này cái sợi dịch riêng, chắc là hàng đặc riêng của công ty, hàng đặc riêng của công ty em chứ. Đó đó các chị coi này, một mẫu duy nhất cả nhà nha, đừng hỏi nhiều mẫu hay không, em chỉ bán một mẫu duy nhất có màu về thôi đó. Các chị coi hàng nha, em chấp nhận bỏ tiền nhiều để em lấy cái lô này rồi em bán cho các chị với cái giá mà các chị không nghĩ tới. Cái này là khách lời chứ không phải em lời. Em khi nào em bán hết em mới gọi là có lấy lời. Còn mà còn lại là em còn chưa có lời mà em biết em còn vốn em còn trả được hết không nữa. Chứ đừng nói là lời. Nên cả nhà hình dung không? Dù, mình mua mà mua ở đây nhiều khi nói bán rẻ rồi không biết hàng có chất lượng hay không. Chất lượng hay không là ở cái cách mà mình biết chỗ đặt thôi. Chứ cái này các công ty cổ phần đầu tư này, hàng của nó này, hàng của Việt Nam mình lên luôn đó. Nhưng mà cái này là hàng hiệu, hàng này là nó cũng có sách đi nước ngoài rồi cũng có. Khi mà các chị lên mạng search là sẽ là có size, có số và có giá tiền. Có mã code luôn đó, các chị mà nhập là nó ra có cái thương hiệu của nó có hết mà. Không có này. Không ấy được. Giờ các chị khoan chưa? Thủy đang làm sai, chưa đâu các chị đừng đặt trước. Thủy làm sai thì cho màu cái vào thôi rồi mấy bạn chưa sai sau nha. Ok. Chưa đặt. Áo nam các chị cho các bạn soạn màu cái đi. Thủy đang làm cái sai cho xong gái rồi. Ê các em ơi. Nói này, hàng là đủ sai hết đó. Hả? Tại vì chưa khui ở dưới. Đó thì bởi vì tại vì một thùng trong đây nó nhiều sai nè. Một thùng là nhiều sai. À. Chị ơi, giờ coi sai nhiêu đỉnh sai nhiêu rồi đó chia sau rồi để bên ngoài chiếu nó rồi từ từ các chị nha, đó để mấy bạn chia xong mấy bạn đem vào, bây giờ mình đi vào gặp nhau tiếp đi. Lẽ mà nếu mà nó về sớm chút là em sẽ là em chia hàng rồi em làm luôn cho phụ cho nhân mà không có kịp. Em sợ các chị chờ lâu rồi cái buổi live nó làm không có hiệu quả. Áo vàng thì còn nhá chị Hương Nguyên nha. Áo vàng thì còn hàng, chị nào chốt thì mình cứ bổ sung em chốt đơn cho mình nha các chị ơi. Các đồng mới đọc 70 sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Lấy hàng vậy là thích cả nhà biết đó, một mẫu duy nhất mà dù ra. Thực sự biết cái số lượng người ta nói 1.000 cái nhưng người ta đếm ra 1.400 cái đó. Họ dù có lấy hết không. Nếu mà dù không lấy hết là để lại 400 cái đó sẽ sell cho người khác đợt sau cũng được. Dù nói thôi cứ giao đi, dù sẽ gắn bán hết cho. Nhưng cũng phải trả tiền thôi, vì mình thấy là nó đẹp rồi.
Chưa các chị nhá, áo non thì chưa chốt đâu. Mình tạm thời đợi các bạn đang chia ha. Lát nữa thì chị Thiếu sẽ tư vấn. Mình bắt đầu chốt áo quần bình thường nhá. Thủy là làm hồi trước là làm ở bên áo sen 260 cho chị Thủy Nguyên. Bên Phước kia. Với sơ mi mà hàng nhà bè là hồi trước mà các chị mua với Việt Tiến nó vậy là Thủy có làm qua cái đó rồi. Nên bây giờ em phải để cái câu này cho Thủy chia sai rồi Thủy lấy mấy cái phong của em đưa cái áo của ông xã em là giống như ông xã em là 65kg phải không? Là nhưng mét có mét 60 ạ. Đang mặc cái size của 39 thì đem ra đo thì so với cái áo đó là giống như cái áo của An Phước á là nó lớn hơn cái áo của Lennon này một size. Nên cả nhà giống như đang mặc của An Phước hay BE hay mấy cái kia cũng giống như size 39 thì với cái áo này mình phải lấy qua 40 đó, nghĩa là vậy đó. Mà nhân lên này em nghĩ các chị cứ lấy rộng chút cho các anh mặc không sao hết đâu, càng rủ càng thích. Cho chị hứa tiếp thề các chị ơi, hiện tại áo sơ mi nam thì các chị đợi một xíu nữa thì các bạn chia sai xong rồi mình sẽ em bắt đầu nha. Em biết đo vai, em rồi. Biết đo vai đâu các chị ơi, kêu chị. em mà bánh xèo mà các chị kêu em đo là em bó tay. Giờ em nói này, giờ em lấy hàng chuẩn là lấy cái kia là cái hàng hiệu của An Phước với hàng Việt Tiến là đang mặc sai gì, tăng hơn cái đó một sai. Đó là cái sai mà em đo của mấy cái áo của ông xã em thôi. Còn mà các chị giờ bảo em đo vai, ai bán đo vai, bán chùm mấy em mới đo vai, còn bán 100 mấy em mới đo vai đâu các chị. Nói vậy đó, không các chị thông cảm thôi. Cái bán chờ bán có 100 mấy ngàn người đi đo vai, bán được bao nhiêu cái trong lúc 1 ngàn cái đồ vậy. Không có biết, chắc là bán một chị đo vai xong chắc cả ngày em bán có được 1 cái, 2 cái nữa. Nói chung các chị trên live mình nhớ là ngay kỳ tư vấn giúp shop nha các chị nhá. Không, đợi xíu đi. Em đảm bảo các chị đúng hàng chất lượng nha, hàng chất lượng em không chơi đâu. Em đã làm nhập ly mà rẻ hơn là thị trường mà 400-500 ngàn một sản phẩm rồi các chị, là biết là em đã theo cái dòng mà dòng cao cấp luôn rồi. Là em sẽ làm điều cho các chị sau này các chị mua đồ là cứ vậy mặc hàng cao cấp, đã quen mặc hàng cao cấp là ghé em, nhưng mà giá rất là bình dân luôn. Hai các chị cho em xin thêm vài phút đi cho các bạn ở ngoài cho xong. Cái nào ở ngoài nó phải ghi ra cái size tương đương bao nhiêu ký vậy để chút có thể nhưng chị không biết mua theo hướng dẫn cho các chị nữa. Chứ nói chung chung cũng không thể nào, nhiều khi đâu các chị đâu biết hàng An Phước, hàng Việt Tiến rồi ví dụ vậy á, chưa mua sao biết được mua mấy cái hàng này. Ví dụ cũng sẽ khó, để làm khó các chị quá thì không được, thì em phải nhờ Thủy cân lại cái size là tầm nhiêu ký rồi mình ước vậy á để có thể tư vấn thêm cho các chị. Các chị đợi em nha. Tại hàng về gấp quá, học mới về luôn đó, thả hàng xuống bây giờ làm vậy đó. Em bán nguyên bộ nha chị Hà Kim, không bán lời áo xanh em mới mặc nãy nhiêu 260 ngàn chị ơi. Rồi chị tiếp tục đây. Rồi các chị tiếp tục hàng Lennon và Organic, các chị nghe tư vấn dạ. Mà tiếp theo giờ qua tiếp Lennon này nha, dòng Organic luôn. Em 320 có vàng có đỏ với xanh, vàng đỏ xanh 320 các chị yêu. Mà yes. Tiếp theo vàng đỏ xanh 320 nha các chị nha. Hình như áo nam là rất là hot các chị nhà mình, các chị yên tâm, nói chung là mình sẽ thoải mái để lựa chọn nha các chị nha. Áo nam nhiều lắm đừng có lo hết, chỉ chú ý là mình phải chỉnh cái size á, để mà chị em mình mua về là không, tại em cho đổi đâu. Nói để các chị biết là khó một chút, 1.350.000 nó khác với 195.000, mình phải hình dung vậy đó. Đỏ cho Kim Tiến, ok, đỏ xanh vàng các chị ơi 320.000. Áo nam đời xíu đi các chị. Các chị Nhật đi ra đi. Chị Nhật nói với chị á, giờ làm bản sai trước thôi, chứ đừng có ngồi lừa nữa, rồi cái đó lừa sao, chứ ngồi chờ sao chờ. Làm bản sai trước số lượng, không cần số lượng, chỉ cần làm bản sai rồi đem màu một cái vào, chốt trước đi. Đỏ cho Thi Văn Dương, cái đợi để các chị đợi lâu đó không được. Áo xanh ok Lê Thúy. Áo xanh Lê Thúy lấy một màu là biết ra bản sai liền, đến sai 34 đó, không biết tỷ lệ sai dự mà ngồi kiểm chắc đến tối. Xanh với đỏ cho Thanh Kim, tại vì một thùng nó bỏ lồn xồn quá, đây đỏ hết hàng luôn nha, rồi xanh có đỏ hết hàng luôn. Còn bộ vải sô trắng hồng không, dạ em hết rồi chị ơi, đỏ hết hàng. Muốn mua sơ mi thì làm sao đặt nè dục, chút nữa đi. Đó vừa mới bán hết nha các chị ơi. Các chị yên tâm, đang soạn hàng, hàng đang lên. Không các phải em không muốn bán mà các chị thấy đó. Về các bạn đang chưa đưa vào sao em bán cho chị? Giờ kêu em đưa ra em còn không biết tư vấn sao nữa luôn á. Phải có người cho em cái bản size rồi cho em cái phong đồ sao em mới vừa vào đó em mới bán được cho các chị.
Ôi bán mày mấy này á, bán ẩu ẩu các chị về chửi em chết sao. Là mình lâu giống như trong trăm người, một hai người chụp á thì còn có thể, thì vì cái tỷ lệ cái vai đồ của anh các anh nam nó khác khác nhau thì còn có thể chênh lệch, còn mà sai hoàn toàn là mình thua đó. Là mình, nên mình phải phải nghiên cứu một kỹ một chút, phải để cho các bạn người đo lại cái sai đồ vậy. Tại không có chuyên, không có chuyên đồ nam mà đến khi giờ bán á phải lấy cái mít phong hàng cao cấp ra rồi đo rồi coi để vừa vừa vào đó mình tư vấn cho các chị á. Rồi, các chị ơi. Xanh vàng, xanh với vàng nha, 320.000. Khách chốt ghi dùm em. Khách chốt ghi dùm em. Áo xanh với vàng, cái này là linen tưng nha các chị. Hàng này cũng dùng organic đó. Cho cái ốc khoác đi. Rồi. Khăn để vừa lấy ốc khoác này cho. Chế nào đặt thì đặt luôn ha. Hôm nay vừa tự nhiên vừa bán áo nam, chứ vừa làm giống bán áo nữ quá vậy. Kiểu như không có tiền cũng nôn áo nam, chứ không có đặt áo nữ bao nhiêu á. Làm biến thôi, em biến đưa ra quá. Xanh cho thoa kim. Ôi ngành 1.400 cái, chính xác cái số lượng đó. Giờ các chị đủ size cho em đi là. Em cảm ơn. Tầm 500 triệu là hết mà hết hàng. Đây là được. Xanh 320 lý mặt sen. Rồi, áo này ốc khoác này có chị. Vàng cho Lê Thúy. Bồ xanh 550.000 đó chị Huệ ơi. Áo này 295 nha, 295 các chị ơi. Khách nhà vừa mặc á là mấy cái trên tay. Cái này dễ lắm, các chị có thể biến chết luôn. Làm áo luôn cũng được nha. Vàng Tố Uyên, vàng cho Thoa Kim. Rồi 295, các chị ghi giùm em nha. 295 có xanh với tím. Các chị ơi, ghi kèm giá vào luôn giúp em nha các chị nha. Để tránh nhầm lần với mã 320 này. Đó, có xanh nha các chị nha. Em chỉ đưa vài mã thôi nha. Chị yêu nào chốt thì chốt chứ. Mà tiếp theo xanh tím 290.000 nha các chị. Xanh tím 295. Mà trước á, là vàng xanh 320. Ghi kèm giá vào để tránh nhầm lần nha các chị ơi. Này còn mấy cái này các chị lấy hết nè. Chị nào mới mà chưa biết nha, mới mua trang nhà diệu nè, thì lấy mấy hàng này đi, organic nhưng hàng đẹp không nè. Cái này là vải qua cao organic, cái vải này đẹp cực kỳ luôn nha. Mà biết bán vô có 200-270.000 nè. Rồi cam với xanh 250.000, cam với xanh ghi đúng nha. Còn mấy cái nè, giá này là cái giá sỉ của em đó, các chị đang là khách sỉ á, đúng giá các chị mua 2-500 đó. Phải 500 trở lên. Tại cái vải này em thấy nó bán mắc lắm, không rẻ đâu. Tím cho chị Mỹ Tư Dương. Khoác xanh cho Ly Nghĩa. Khoác ai lấy luôn nha. Có nhiều đó thôi. Vừa thử lên vừa đưa luôn. Rồi 270 có xanh với cam. 70kg vô hết luôn. Cam 250 chưa lộn. Ok, mai cam. Đi đúng giờ đi, giá tiền vào đi các chị nha. Không có lộn xộn em. Không biết cái mã nào ở đây là nhiều mã quá. Em thử còn mấy cái, các chị ủng hộ cho nhiều hết luôn đi. Vàng 320 cho Hồ Hương. Xanh 250 ok cho chị Thi Trần. Phát xanh cho Thúy Hằng, Thúy Lan. Cam cho Hồng Võ, hết cam. Xanh 250 nha. Xanh 250 còn đúng hai cái cuối cùng. Đây. Xanh 250, dòng này là dòng organic đó các chị. Mấy cái này em còn ít lắm. Đôi xuống một cái nữa chị. Thưa cái gì ạ? Xanh. Thưa cái xanh, ok. Không, vậy là coi cái khoác nha, khoác xanh là khác nha. Có khoác xanh gì đó. Đôi cái này là cái gì? Xanh 250, còn khoác xanh là bỏ riêng ra. Có một cái khoác xanh là để riêng là lấy hàng trên này xuống này. Khoác xanh là 295. Rồi, cam 295 các chị ghi đúng giá dùm em đi. Cam này còn 3 cái. 3 bốn cái gì nữa, ê không nhiều nhiều mấy chị ơi. Này nhiều lắm, chết. Trời ơi, đo bản sai lộn lộn quá. Rồi. Cam 295.000, 72kg vô tư. Không có sai nha, mấy cái này là không có sai. Áo nam đi chưa em? Dạ, chuẩn bị á chị ơi, đợi một xíu nha. Em biết các chị đang cũng bệnh việc đi làm, nhưng mà tím lên trên xào bao nhiêu? Nguyên bộ 550.000 á chị. Nguyên bộ 550.000. Rồi, cam. Vậy nào thích organic thì có mấy cái này thôi. Rồi hết rồi. Rồi em đi có hàng khác đây. Cam 295 OC Thúy Nguyễn. Cảm ơn Hải Yến nha.
này M, L, XL. Trời ơi, sao dư có tôi đây? Không đủ tôi chốt này mà tự nhiên giờ dư ra. M, M, L, XL. Cam 295 còn. Ok, chốt cho chị Phạm Phạm cái thằng mới. Ok, Phạm Phạm có hàng rồi. M, L, XL, 5kg một size, 350 ngàn. Hôm trước ai hụt mã này thì lấy cho Diệu nha. Cam 295 cho chị Trần Khương. Các bạn mới đọc bài gym nha các chị ơi. Trắng M, L, XL, XL cho chị vừa tiếp. M, L, XL, XL em hết rồi. Này dù đang cho hàng về tiếp á. Cam ok Nhật Phương. Áo này 350 nha các chị ơi. 350 M, L, XL. À M, L thôi. Còn M, L. L, Lê Thúy ok. Và 55kg nha. Còn của 55kg nữa cuối cùng. Thiêu đẹp lắm. Trắng chỉ còn M, L thôi nha các chị nha. Cam 295 cho chị ở Cẩm Phương Tăng. Để đi hai cái ta. Cam 295 không? Ok. Hương Hồ ơi, ghi kèm bằng cân nặng hoặc size vào nha chị ơi. Hương Hồ ơi. Trắng L chi to thì biết. Ok. Cam em còn nha. Mẫu này size của L. Này size của 2 lít. Size L các chị 60kg này. Rồi, 320. 2X là các chị yêu ơi, 65 đến 70kg cũng là dòng lụa cao cấp luôn nha. Trắng xong mút còn không? Trắng hết hàng hết rồi. Rồi trắng 350 là bán hết hàng luôn nha các chị nha. Mấy áo này là áo VIP không đó. Mấy áo này là áo VIP không, không biết sao dư dư ra cái. Qua màu xanh đi các chị ơi, màu trắng vừa mới bán hết hàng rồi các chị. Xanh 320. Xanh 320 dành cho size L là 60kg đổ lại. Size của XL là 60, à size của 2X 65 đến 70kg. Thì khách vào được cái mẫu này chốt ủng hộ cho dù với 320 ngàn áo xinh. Thiêu cái phần này mắc nhờ, nó mấy cái hàng mà thiêu này mắc lắm. Thì à đục lỗ này mắc lắm. Chi Trần ok. Hàng trung mà lùa nữa. Làm lên thân áo ha, đục lỗ là thiêu em tiền 60kg ok Lê Thúy luôn. Rồi cảm ơn các chị nha. Mà xem đã bán hết hàng nha các chị ơi. Mình chuyển sang mã tiếp theo. Rồi các chị nha, một trong những siêu phẩm của ngày hôm nay. Áo nam chuẩn bị vào nha các chị nha. Trên like các chị muốn nghe chị tư vấn giúp em. Mình chốt một vài mã hàng áo quần nữa. Mình chuẩn bị lên áo nam nha các chị. Trên like nhớ nghe chị tư vấn trước khi chốt nha các chị nha. Hàng rất là nhiều, các chị yên tâm. Kỳ là sao bao nhiêu? Em nhiêu cái? Em 8 luôn rồi. Giờ 65 rồi. Em kia bằng không hơn. Mặc 40. Số kia 18 là chặt chứ đó, giờ là phải mang 19, 20 rồi. Ôi trời ơi, áo nam sắp vào rồi giờ mới xong từ bán sai ra để kỳ đang mặc sai cho bao nhiêu? 39 cũng vô kìa. Thì để 39 đúng chứ đâu nhỏ đâu. Không tập cho mặc nó. Vừa đó kỳ. Rồi để cái gà nút này. Cái nút sai rồi kìa, cái gà nút sai. Không. Đấy, em đo của áo của anh Hương là cách nhau một phân luôn mà cái thân là một phân vậy luôn. Ủa chứ kỳ 65 cũng vô đó. Đi rộng rãi mà. Thì 39 nè. 39 em để từ 5-6-2 thôi à. Tại vì okay chưa? Sợ nó ấy đó. Nó này nó ôm quá. Rồi đi. Kỳ vai thì không, kỳ là 38 thôi, 38 là mới chuẩn. Kỳ 38 mới chuẩn. 38 sao mặc vô cái bụng kỳ không vừa. Kỳ phải mặc 40 nó mới rộng rãi. Bớt giảm ký lại đi. Với lại sơ mi á, nam lên nền này á. Thì em mặc lên nó đem sang cái tay lên. Thì chị có thể đây là bản size tham khảo thôi. Nhưng mà em coi theo đúng mấy á là cho đúng size đi. Cái em ấy chiều cao cho chị luôn á. Giờ kỳ ghi đi, kỳ ngồi gõ ra cái này rồi cứ cóp dán cho các chị đọc thôi chứ giờ mà đọc từng kỳ một rất là lâu. Em sẽ ghi nội dung ra size bao nhiêu để cho mình tham khảo cái bản size. Xong em lên màu là các chị đã vô thích chốt nhanh lắm. Chốt là trong vòng 5 phút là xong thôi à. Nhưng mà cái khâu mà các chị phải nghiên cứu cái size á. Ra bao nhiêu luôn nha chị ơi. Nè kỳ mặc rồi lấy quần tây mặc ra làm mẫu luôn đi. Thôi để ta chốt đơn lại để chốt đơn đi. À, size của L áo trắng, à, áo xanh này, áo này em còn mấy cái em tặng luôn này. Đen 200 cái này 209 lận ha. Và ông 208 rồi tặng luôn đi các chị 220. Ông ngang vai thì vô tư. Vai thì cái này là em dựa theo cái vai của nên em mới nói các chị
đã đăng mấy ngày này là trên web đó cũng có cái bản size của cái mẫu áo này nè, thì các chị lên coi trước đi chứ giờ bắt em đo vai à, đâu có đo đâu, em không đo đâu nha. Các chị mình chỗ thì mình nhớ là mình coi nghe kỹ tư vấn và coi size như các chị đi mua sỉ, mua sỉ còn không được nữa, các chị thích thì mua chốt đúng thôi chứ còn mà trừ hao cứ trừ hao một size thôi cũng được chứ, mà bản size của em với lại len này với lại len này mà gặp sơ mi nữa thì đâu có sao đâu. Từ từ các chị ơi, cho vào đi nha. Chụp về hàng vải đi, ghi chưa kịp đâu. Mon mon chắc lấy 41 đi chị. Thấy Thủy nói đo là nhích một phân, nhích một phân trên vai á. Thôi này, em không biết chị ơi, giờ em biết cái này chuẩn vai hay không nữa thì chị nào sợ thì đừng lấy. Em bán 100 mấy ngàn thôi các chị. Ai thích thì lấy thôi chứ em không có đổi cho chị đâu nha. Nói để tránh trước. Nha, mất công các chị lấy về để chồng chị vai to bắp tay này kia em biết. Em sẽ hướng dẫn bán size là em sẽ lấy cái size bữa trước là em đã đăng bản size của cái này lên trên để các chị tham khảo thứ nhất rồi này. Thứ hai bây giờ là em cũng vừa theo cái hàng này với hàng An Phước để em làm cái size em đăng lên thêm làng cho các chị thêm một lần nữa các chị tham khảo. Áo dài tay ok Thanh Nguyễn. Giờ bán có 100 mấy ngàn hoặc mà ấy quá em cũng không biết nữa. Thấy thằng Kỳ nó đang mặc này à, giờ có nam á, là các chị với hình dung này. Vai là một phần, bùng thêm phần nữa. Có những anh á vai rất to, bùng gòn thì mặc là rất là đẹp nha, không nói. Nhưng có những anh á hả, cái bụng còn to hơn cái vai. Mặc á, vừa vô cái vai cái bụng là chật nít lên tét là rõ ràng luôn là cái thành nút á, ở cái bụng á là nó bung ra. Thì giờ các chị, nếu mà các em lấy chỉnh size thì có phải là vừa vai mà bùng chặt không? Nhưng mà lấy mà bùng thoải mái thì vai nó rộng không? Đó nên cái phần này là các em phải mặc size gì thì cứ lấy đúng lấy size đó. Nếu mà so với cái hàng lên nền này này thì nãy ví dụ có nói là thì đo với cái size hàng của anh Phước em đem ra với ông xã em là nó chênh một phân. Chênh một phân vậy thì thôi các chị tăng size đâu một bên cái là 2 phân rồi. Một thì các chị cứ tăng một size đi cho thoải mái. Với là lên nền á là phải mặc rộng cho nó thoải mái thì em nghĩ cũng không, nó không phải là hàng như cái vải mấy cái vải cô tâm một kia. Cái này là lai nền nó sẽ có cái đồ rũ rồng rồng nó sẽ dễ thương hơn à, còn nếu mà đúng dáng body thì quá đẹp luôn rồi. Dạ Kỳ đang đánh cái bản size để cho các chị tham khảo này à, em thấy là giống như dưới 55kg là toàn là size 38 không này, dưới 55kg là toàn 38 này. Giờ đang cầm cái size này là size của 39 này, 39 là Kỳ là giờ là 65 đó, 65kg là mặc vô nè. Nhưng mà Kỳ có bụng thì mới hơi ôm bụng nè. Em chỉ có size 38 nhỏ nhất thôi các chị. Là dưới 55 như vậy á. Dù nói rồi nha, dù không bao đổi đâu. Các chị tham khảo cái bản size một chút đi. Còn mà ai sợ quá, tốt nhất là mình vào trong web search luôn cái hiệu này ra. Xong rồi á, giờ dù không có like áo này, không có like áo kiểu nữa. Chuẩn bị like đồ nam. Xong rồi 5 phút 10 phút sau ra vẫn còn hàng, không có hết hàng đâu mà sợ. Chứ thôi còn hơn là mua xong rồi hỏi lui hỏi tới mất thời gian của nhau. Giờ nè, các chị lên mạng search liền đi. Bao nhiêu ký là nó có thông số hết ở trên á. Hôm trước dầu kêu các chị nghiên cứu trước là vậy, dành cho chiều cao bao nhiêu, dành cho vòng vòng này vòng kia luôn. Giá nhiêu đây chị ạ? Giá 195 ngàn. Ok. Nếu chị mà sợ thì kỹ quá thì lên đó vậy. Khách hàng mới đọc bài YouTube sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Nói Thủy đưa vô đủ màu đi chứ sao đưa có màu vậy. Dù dù bán ở đây á là dù chạy số lượng là làm lời. Một cái dù có mười mấy 20 ngàn thôi. Nhưng mà dù chạy cả ngành mấy cái rồi còn công nhân viên này kia nữa, dù bỏ sức ít lại, dù không có phục vụ nhiều đâu các chị nha. Chỉ có chiều thì mình chốt thôi. Dù qua đang 1 triệu mấy mà qua 100 mấy ngàn thì phải hên xui thôi. Chứ độ tuyệt đối 100% thì thôi. À, chị nào mà kỹ quá thì đừng. Hôm nay nói trước cái tránh mất lòng. Giờ các chị mua về các chị bán tại, nếu mà chị nào kinh doanh đi, các chị để tại cửa hàng các chị bán cũng đã lời rồi. Chứ đừng nói là mua trên line này về cho các anh mặc. Nên mà sợ quá thì giờ mua 3 cái đi, 2 cái một size xong rồi cái kia mình trừ hao hơn một size đi. Lỡ vừa cho em chứ có gì đâu phải sợ. Rồi các chị ơi, hiện tại em đã đăng cái bảng size ở trên này. Các chị ghi màu
kèm cái sai số. Có nghĩa các chị ghi theo cú pháp sen 38 hoặc sen 39 thì tùy theo sai các chị đặt. Giá bán của áo thì là 195. Các chị ghi đúng sai giúp shop, các chị không ghi sai shop sẽ không chốt nha các chị nha. Ghi đúng sai giúp shop, sen kèm sai mã đầu tiên của không, áo sơ mi nào. Màu luôn, hết đi, hết sao đâu. Mấy màu? Bốn màu để em móc lên cho. Rồi rồi, rồi các chị em bán tay dài đừng có hỏi tay ngắn nha. Trời hỏi nhiều cái thấy không có đã đăng rõ luôn là bán một cái dáng tay dài, cái thấy em thấy các chị không chịu đọc kỹ như gì hết. Em trả lời thì nói số nói sao hỏi hoài em trả lời, mà em trả lời về tuần nhập em. Em bán một màu, một mẫu duy nhất thôi, có bốn màu đúng lai nền, hàng 100% lai nền. Cái này là hàng cao cấp, giá là 1.350.000, mình mua 190.000. Giờ cái size 195.000, giờ cái size các chị tham khảo cái size ở dưới kỳ cóp dán liên tục đi. Rồi đã có dập lên. Các chị coi cái bài đăng của em ở dưới á, rồi các cái size nào là mình ghi màu kèm size giúp shop nha các chị nha. Bộ chỉ cho đăng bảo là 550.000, các chị ghi bộ set bộ kèm mà cái cân nặng vào nha các chị nha. Rồi bây chị vào đọc những cái màu lên luôn nha. Để rồi xám đen trắng xanh có bốn màu duy nhất, bốn màu thôi. Xám đen trắng xanh bán từ size 38 đến size 44. Giờ nó đòi sờ quá lấy hai size đi, giúp em không? Nha các chị nha. Rồi bây giờ chị nào bắt đầu không có màu kèm size em bán vậy em sẽ chốt nha các chị nha. Bốn màu size 41 thu thủy phàm, chị nào chốt đúng cú pháp shop sẽ soạn đơn. Giá bán thì 195, hàng đang rất là cực tốt nha các chị, nên mình chốt kỹ giúp shop nha. Trắng size 44 thân nguyên chứ các chị đưa cái đảm bảo em chốt em soạn đâu, em muốn soạn thông cảm nha, tại vì mất công về các chị nó do em soạn sai. 40-41 cho chị Thúy Lê. Đó, có cái bài đăng rồi đó, các chị thích sai nào lấy. Giờ em nói này, chồng em đang mặc An Phước á, là 30 size 39 đó. Thì đo cái này là chênh nhau một phân, nói một phân đến hai phân. Thì các chị cứ vậy, nếu mà ấy sợ quá thì tăng Hứa lên một size thôi. Hứa Tuyết Thuệ ghi kèm cái size vào chị ơi, em chị đã dán sai rồi nha các chị nha. Chị Hứa Tuyết Thuệ mà cái cân nặng lắm chốt nha, em không dám chốt. 41 cân và xám cho chị Thúy Hân. Tuyệt đối rồi, em nói rồi, chị nào cái cân nặng lên tuyệt đối em không chốt đâu. Các chị ghi màu kèm size vào nha các chị nha. Khách hàng mới đọc bài ghi giúp sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Xám trắng cho chị Phương Linh size 43. Đó thì các chị ghi rõ màu vào nha. Xám 38 Ngọc Nhiên An. Cái sản phẩm này mà trắng xám 39 Hành Trần. Này lai này này, cái chỗ nó đẹp lắm luôn. Cái này là có Phương quát rồi nè. Tưng nha. Tưng nha mấy chị. Nhắn như tưng nha. Trắng xám size 38 Nguyễn Cẩm Tú. Nói chung là cái sợi vải này nó đập, nó kêu là nó đập riêng. Nó đập là đúng 100% sợi vải tự nhiên luôn, 100%. À, giá đó, giá là tại đang bán cửa hàng là 1.350.000. Thanh Nguyên đã có hàng. Hà Thị Kim Minh thêm một con ạ, bộ kính L còn không? Kính L còn đúng không? Kính L 550, Hà Thị Kim Minh có hàng. Đủ màu size 39, chị Tâm Thân có hàng. Em mà riêng màu trắng là em để cho chồng em phải 5 cái. Trời ơi, chị biết rồi. Mấy ông mặc rất là nhanh dơ, đi làm suốt ngày. Nếu mà dân công sở là một ngày các chị biết đi, thì ổng mặc được cái cổ sau rất là nhanh dơ luôn, mà đang rẻ bèo này. 539 cho chị Ngọc Hình. 5 cái cũng chưa bằng một cái ra tiền mua. Em quất luôn màu 5 cái, chỉ cần ổng thích màu gì em để màu 5. Size 40, 4 màu cho chị Đằng Hải. Dơ là dục đi, lấy cái khác ra mặc. 39-40 cho chị Ngọc Lê. Hàng lên nặng làm xin rồi. Lê Minh Nùng. Trắng xám đen 41 Trần Thúy Hoàn. Em quét mã nha, để em quét cái mã này coi thử nó có hiện ra, nó đang bán. Nó đang bán cho các chị không nè. Đăng cái bảng size liên tục lên nha. Rồi ok. Xám 44 chị Thắm Nguyệt. Đen 43 cho chị Thân Vân Trần. Trắng 43 cho chị Tiền Nha Vịt. Sản phẩm này. Các chị em đã đăng cái dòng tin nhắn ở trên đó có bảng size, các chị tham khảo ở đó để chốt đơn cho đúng nha các chị nha. Trắng sen 40 Ngọc Bao. Xám 40 Chi Huỳnh. Xem ảnh sản phẩm này. Các chị xám sen không chỉ là cái cặp mau mà cùng lúng trốn vào nhau. Xám sen 41 cho chị Thùy Vân Dương. Các đồng mới đọc bài kim giúp sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Trên like các chị nghe kỳ chị Diều đang tư vấn nha các chị nha. Mã size thì chồng mặc size gì mà thấy mà thấy ấy thì các chị giống như dán in này thì quá chỉnh rồi, còn dán như chồng em bùng bia này em phải tăng size là chuyện bình thường thôi. Trắng 39 Bùi Ngọc Diệp. Xám 40 Trino. Xám 43 Trin Phan. Thật sự nha các chị. Xên, em 38 quay cho các chị coi áp lực lắm. Bán hàng này rẻ nhưng mà phải ôm số lượng rất nhiều người ta mới bán cho mình. Còn chọc mấy cái không có cửa luôn á. Xanh trắng 41 xong cửa nữa, chứ đừng nói là ôm hết số lượng. Đúng một mẫu các chị dám bỏ tiền ra 100 mấy chục triệu không?
Bộ trắng L là bán ở trời chị Hà Kim Minh rồi. Khách hàng mới đọc bài game giúp shop thì kèm đồng ý chuyển khoản cho chị nha. Cái vải này nó xử lý rồi, không có rút đâu. 43 tiệm nhà Việt đã có hàng. Xin xám 41 cho chị Thủy An. Khách hàng mới đọc bài game giúp shop khi kèm đồng ý chuyển khoản nha các chị. Xám 44 cho chị Phương Linh. Bán từ size 38 đến 44. Trên hiển thị màn hình đang hiển thị là kia size nha các chị nha. Mình đặt ở trên đó nha các anh chị nha. Size 44 đủ màu cho chị Quét Kỳ Linh. Xanh và trắng 41 cho chị Song Ngư. Giờ lên mạng search là các chị chỉ cần bấm ra cái này lấy pin cái máy. Pin đang hiển thì bằng size nha các chị nha. Chụp vào cái này cái là nó sẽ hiện ra luôn trắng cái màu. Trắng 42 kiều màu áo này và giá đang bán bao Phương nhiêu Linh luôn. Phương Linh đã có hàng rồi chị ơi. Khách hàng mới đọc bài game giúp sau khi kèm đồng ý chuyển khoản. Xám xanh 38 Uyên Nguyên. Không bao đổi trả sai đâu các chị nha. Không có bao gì hết á các chị, em chỉ bao là hàng không bị lỗi, không có đúng sai cho các chị thôi. Chưa đi vô mà hỏi à, em ơi bao nè chồng chị mặc hơi chật hơi đồ đổi giúp được không? Dạ không đổi. 41 trắng xám đen. Cần chị nào xám xanh trắng. Vừa nói rồi. Ôi, đủ màu size 41 kỹ lên đây. Kỹ lên đây coi, coi size xong size 4 các chị ghi một lần nha các chị nha. Ai thêm nhắn chị nhân qua trắng xám 42 cho chị Ân Thị Đằng Kim. Một chị ghi cái đi thôi, ghi lần thôi. Xanh xám cho chị 44 cho chị. Các chị ơi, mình ghi một lần giúp em thôi nha. Trắng 42 Hoàng Kim Tiết. Xanh trắng xám Ngọc Tuyền. Ui ui, các chị nhắn kinh quá. 1.350.000. Bán có 195.000. Tin nhiều thì tới, còn không tin thì thôi. Sau đó có hàng xanh cho chị Thu Huyền Lương. Trắng xanh Kim Phùng Ti. Quay lại tiếp nha. Trắng xanh 41 Phạm Quyền. Không sao, không sao, để chị quay cho. Đen trắng cho chị. Chị ơi, lai nành này nó em biết nó có đặt riêng không? Nó kêu một lần đi nha, đen trắng minh minh. Hiểu có đâu, hiểu của cái hàng trắng này là đây. Tà lượn này, nhẹ nhẹ về này. Ghi một lần cho các chị ơi, sản xuất tại Việt Nam này. Đang lên rất là nhiều xám 39 cho chị enter rồi. Xám 44. Ui. Thêm trắng xám 41 cho chị. Hình trên đủ màu bộ. Trắng 44 3 cái. Okay. Này này là đã xử lý rồi nha. Lai nành tưng nha mấy bà ơi. Lai nành tưng nha, đã xử lý rồi nha. Áo nam đó. À, tại sao giá nó mắc là đúng rồi. Không? Hàng này mắc đúng rồi. Em mà lạ nha, nãy tôi xám xanh cho chị Thanh Nguyên, chị rất là nhiều chị ơi, có chị ơi kịp này không? Cái hiệu nó vậy, các chị lên trên đặt. À rồi nói luôn mấy chị nha, có nhiều chị kêu vải này bị lỗi này. Và xanh cho chị cái vàng của nó là giống như cái sọc muối tiêu vậy nha. Tựa như muối tiêu vậy đó, nói chung là có một cái vải như vậy đó. Nhiều chị không kêu, không biết nó kêu vậy là lỗi. Thế phải nói rõ luôn. Chị mình ghi một lần giúp em nha các chị nha. Trắng xám xanh 43 cho chị Thuy Nguyên. Này quét này các chị đang bán này. Diều trắng 39 cho chị Bùi Ngọc Diệp. Ui các chị ghi nhân và sai 44. Các chị Linh đã có hàng rồi, đừng ghi nữa chị ơi. Diều bán cái hàng này á là diều nhập sale. Sai 42. Các chị cứ đặt 40 Ngọc Bao. Này. Nó là đúng. Ô, hàng nha, đúng hàng tem mặt này giá nha. 195 nha các chị, 341 thân mình. 344 Tư Nguyên. Coi cái size ở dưới, đổi size là vừa không chịu đâu mấy chế nha. 339 cho chị Trang Hip. Này, em vừa vô đây. 339 cho chị Cụ Mầm. 42 Hồng Lam. Trời cái này sao rồi, đâu rồi, mới chuẩn bị. Thêm trắng xám 40 cho chị Đằng Hải. Các chị ơi, tin nhắn đã hiền về nít mình. Nếu có tin nhắn có nghĩa là có hàng, các chị ghi một lần thôi nha các chị nha. Lý Mặc Sen có hàng. Xám trắng 42 Ngọc Như. Kì đọc đã luôn. Đóng kịp luôn. Xám trắng xanh 44. Ê chị ơi, rất là nhiều, các chị có đủ không? Trời ơi, cả ngàn cái đủ chứ sao không đủ. À 1.400 cái em cứ chờ đọc đi, không có thiếu đâu. Chị nào bấm sau không có thì em thui thôi. Trắng đen 42 Đài Nguyên. Ôi ê dù để ra nói thủy hoan hoan để coi xám đen 39 cho chị trời ơi cái máy tôi ui, ui. Tôi đúng không có bốn ai mịt y dương không có mở các được. Chị em đã nhắn lên tin nhắn các chị đặt ở trên đó nha các chị ơi. Đây 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 đọc đi, in đi in đi xám 38 in đi anh kỹ này in in không kịp mà trắng in cho kịp thấy không các bạn đang chia. Ờ, chị nào có bản sai ấy gọi điện thoại cho em ơi, giờ đâu dùng chị cái dài đi. Ê không không nói dài em không bán về chị ơi. Bây giờ ngồi đo vai thôi mấy chị. Mua trăm mấy ngàn như mua trường Mỹ á. Trời ơi, giờ ngồi đo vai đâu đồ mấy chị khó quá à, thôi khó quá thôi. Ờ, à, khỏi dẹp đi. Không phải vừa chỉnh mà nhưng các chị cho người ta bán số lượng chứ đâu phải bán một hai cái mà đã giá thì em muốn chết luôn rồi.
Này cái áo anh Phước này. Em đo cho cái vai cái áo anh Phước này. Áo anh Phước ông xã em đang mặc đây phải không? À, size 39 này. Này 41 rồi, đưa dùm cái 41 rồi. Kỳ đọc lên đi, chị nào có đơn là có hết nha các chị, cứ đừng. Chị ơi, hiện tại thì đọc sẽ không kịp đâu. Các chị mình kiểm tra tin nhắn, chị nào mà chưa thấy tin nhắn xuất hiện về thì các chị mới ghi lại đây nha các chị nha. Đừng ghi nhiều lần quá các chị. Ê Thủy ơi, không kịp đâu các chị. Thủy, sao vừa đo vừa thấy bằng nhau mà trên nhau phân nè. Em đo rồi. Thủy đo, ý là đo lại cho các chị coi, không chị khỏi phải thắc mắc này. À, size 40, size 39 đó các em. Màu trắng để cho chị 10 cái. Màu xám để thứ nào, nói chung là các màu còn lại là để thứ năm. Vậy thôi. À, màu xanh không, màu xanh nên hư. Ờ, màu xanh thì cũng đẹp kìa, đi ba, cho ông. Màu trắng là để 10 cái. 39 của chị. Chưa, bà nông hưng, còn bà nông hưng đồ nữa. Trời ơi, tôi nói hôm qua giờ là nhiều người hỏi lắm, các chị coi lai nành tưng này. Nếu mà mua khó quá thì bỏ qua đi các chị ơi, giờ em bán rẻ lắm rồi, thương thì ủng hộ thôi, chứ hỏi nhiều em cũng biết đường nào em trả lời đâu. Nhất nhau mà. Một chút xíu không sao, à, vậy sao không đó. Chứ nhất nhau nhiều. Hả? Em đâu. À, vậy hả? Cái thân nó nhất nhau nhiều lắm chị. Coi như tăng một size đó. Đúng rồi, có nghĩa ai đã mặc 39 này của An Phước á. An Phước á thì lấy cái này 40. À đó, ai mặc và 39 An Phước thì lấy qua cái này 40 đó. Tại cái form này nhỏ hơn An Phước một size rồi. Vậy đó. Đừng điền nha các chị, đừng điền đặt qua tin nhắn nha. Nhà Diều không có nhận đâu. Nhà chỉ nhận trên live, chịu cái trên live thôi. Là nó nhỏ hơn size An Phước một size đó, mấy chị canh là lấy. Giả sử nha, giả sử mà thiếu hàng á là em sẽ dựa vào cái số giờ các chị đặt trước á. Còn chị nào mà đặt sau dò lại cái số giờ là sẽ không có hàng nha. Đây là em nói trước lỡ trường hợp mà hết hàng á. Chưa rẻ quá rồi Diều không biết, không có Diều nói thiệt. Diều rẻ quá rồi Diều cũng không biết được. À, chị giờ đo như cái áo anh Phước á thì sẽ là nhỏ hơn cái áo anh Phước nên chắc chắn cái này giống như đó nãy em có nói chồng em mặc 39 rồi các chị, là giờ em phải lấy 40. Ê chết, vậy phải nói ra chị ra đổi lại, nói đổi cho anh Hưng size 40 dùm em với, đổi cho chồng em size 40 lại với. Các chị ơi, tin nhắn tự động gửi về bên mình nha, chị nào có rồi là không có cần đọc nữa nha, bên Diều không cần đọc nha. Tin nhắn tự động là hàng của mình sẽ được về trên máy nha các chị nha, mình khỏi cần đọc. Các chị ơi, kiểm tra tin nhắn ở Messenger mà hàng sẽ được cập nhật về trong bưu hàng của mình nha các chị. À, lấy 40 lấy 40 nha. 40 trắng riêng trắng là 10 cái. Chết anh Vinh. Ê chị nói điền đường tí dùm em cái đi, hỏi anh Vinh, có anh Vinh không, có coi đó lấy sai gì đi, để trở lại cho chơi. Thường mà sai gì, tại vì đang bệnh bán thì không có điền được. Thì sợ hết hàng á. Thiệt mấy chị biết không, người nhà em nha, người nhà em, bạn với chồng em vậy á, cũng hỏi mà em nói để về đi, rồi em kêu lên thử coi cái size tiện á, em cũng coi luôn các em coi mặc có đúng size, em tư vấn cho dễ mà về đúng buổi trưa giờ mấy anh đi làm đâu có thử được đâu. Em phải lấy cái áo của chồng em ra rồi em ngồi em đo, mà Thủy cũng có bán qua hàng này rồi nên thành nó cũng dễ. Các chị à, lai nành tưng hàng đã xử lý rồi nên mình đừng có lo ha, chất vải rất là mềm. Giá nếu mà đã bán cái áo 1.350.000 rồi thì các chị cứ hình dung, đương nhiên hàng phải đẹp rồi. Hàng sản xuất này cách đây 2 năm nha, phải cách đây 2 năm giờ nó mới xuất kho để sale chứ, mà muốn mà mới dễ gì mà sale cho mình, phải 2 năm sau người ta mới sale đó các chị. Nhưng mà lai nành tưng thì các chị biết rồi, trời ơi thôi khỏi cần phải nói, cái lai nành là khi nào cũng vậy, rất là mắc, không có rẻ đâu. Cái lai nành là rất là mắc, không có thể nào rẻ được. Đúng rồi hả, lấy 40. À, không thì giờ Thủy lấy là màu trắng không là 10 cái. Ừ thì em tăng lên màu size. Đi màu đen ổng á, ổng thích mặc đâu. Ổng ít mặc màu đen lắm. Kỳ size gì kỳ mặc size 39. Hồi nãy kỳ 39 là đẹp rồi. Rồi, kỳ mặc 39 đi. Các chị ơi, mình ghi một lượt cho em thấy đầy đủ ấy nha các chị nha, đừng ghi nhiều lần nha các chị ơi. Tin nhắn tự động gửi về cho các chị. Chị Trần Bích Thảo có đơn không? Ai điện em dạ? Dạ alo. Ừ.
Dạ 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 em dạ 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 em chào anh. Các chị ơi, dù có tin nhắn tự động sẽ gửi về cho mình đó nha, sẽ gửi về cho mình đó các chị ha, có tin nhắn tự động sẽ gửi về cho mình. Nãy là em lấy cái hàng Anh Phước ra em đo đó, áo là 1.350.000 đang giảm giá còn 195.000, 195.000 có bảng size. Em có bảng size liên tiếp chưa? Gửi qua chốt đơn đi chị cóp cho. Gửi cái bảng size qua chốt đơn cho chị cóp liên tục cho. Cả có mấy khách không biết đặt size gì nên hỏi mình nè. Rồi, để qua chốt đơn á. Các chế ơi, mấy hàng này 40. Size 40 hả? Ê, vậy là lấy xong. Ủa, xong anh Vinh mặc hơn size anh Hưng được. Hưng mặc 39 mà Vinh nhỏ. Hưng giờ cũng 40 rồi. Nhưng mà ý là 40 là phải tăng 41 á. Tại vì ông 39. À, vậy hai ông bằng sao nhau. À, hai ông bằng sao nhau. Rồi rồi, ok. Tại vì ăn Phước là 39 nên giờ lấy 40. Có bán sai á, chị Nguyễn Trúc ơi, có bán sai. Từ khi sai em mới nhận đơn nha các chị. Em bán sale rồi, em không có hỗ trợ đổi đâu đâu. Nên các chị sợ quá thì mình mua một cái. Còn không á, mình mua trừ hao giống như cái to hơn cái nhỏ hơn một cái cũng được. Về ví dụ chồng mặc được thì cho em út hay người nhà. Tại vì một cái áo này cũng đã triệu mấy rồi, mà giờ mình mua chỉ còn có 195.000 rồi. Anh thương dùm em mua kỹ nha. Em không có hỗ trợ đổi đồ bây đâu. Em không bao gì hết đó. Các chị ơi, tin nhắn tự động, các chị để lại mã hàng thôi. Tin nhắn tự động sẽ gửi về bên mình nha. Gửi biết đơn chưa? Tin nhắn tự động sẽ gửi về cho các chị ở bên kia, bên cái chỗ mà riêng tư của chúng ta. Ai chưa có thì nên đặt liền đi nha, chứ không thôi là chút vừa nói rồi, vừa sẽ vừa theo cái size size đồng hồ vừa nè, giống như khách em đang đặt rất nhiều nha. Giả sử chị Thủy Ma Thị Thu đang đặt cái này nha. Thì chị Kiều cũng đang đặt thì màu trắng em chỉ còn có chị Thu thôi, thì em sẽ từ chối chị Kiều, mặc dù em vẫn in đơn. Thì em nói rồi, em sẽ ưu tiên cái tin nhắn trước. An Vương đưa vào danh sách nguy hiểm rồi, không có chốt đâu chị ơi. Lý do nguy hiểm luôn. Lý do nguy hiểm này. Chú ý, khách mới cố tình phá shop đặt tư vấn sai mà đòi sai N M không cọc phí đơn, thôi khỏi đi chị ơi. Đó, đã tư vấn rồi. Em nói rồi trước các chị nha. Bên em là lý do sao là em sẽ ghi lại hết á. Các chị nói mình đã nói luôn, shop không có sai đó mà cố tình cứ đặt xong rồi, xong cuối cùng xả hàng đồ ví dụ vậy á, là em đánh dấu lại hết á, em chốt nữa đâu. Các chị coi cái bảng sai ở dưới vừa tham khảo nha. Còn khách mới là mã hàng, số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản vừa mới chốt đơn. Các chị ơi, thông cảm dùm dù, hàng này bán quá rẻ rồi. Trời ơi, hàng xịn, ai mà đã xài lên nành tưng mà. Trời, cái áo không nghĩ một cái áo sơ mi nam mà giá chỉ này. Trong lúc người ta bán này, em nói rồi, tem mà còn hả? Rồi xong rồi, chị đang làm liên tục đó. Em đang cố gắng bán là rẻ nhất có thể, để chi khách em á, chị nào cũng có thể mua được cái giá mềm. Khi mà mình mua được cái giá mềm này á, các chị cũng tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Nói vậy chứ ai cũng vậy á, buôn bán hay là mua sắm gì cũng vậy, rẻ hơn thì mình rẻ hơn, mà chất lượng thì đương nhiên chọn cái hàng rẻ hơn. Bây giờ là mua chứ sao chọn hàng mắc được, chất lượng như nhau thì đương nhiên chọn giá rẻ hơn thôi. Mà lâu lâu mới gặp chứ dễ gì mà gặp được mấy hàng này mà đòi hoài mà được. Em nói mấy năm này các chị cứ hình dung đi, cái hàng cái sản xuất này, năm sản xuất là 2020 mà 2 năm sau người ta mới sale, thì các chị cứ hình dung đi, mấy năm sau nha mới có một cái đợt sale như thế này. Không phải lúc nào cũng có, không phải lúc nào mình cũng có hàng này là để mà mua đồ ngoài thị trường đồ đầy nhất cũng có đâu. Rồi em sẽ em đưa luôn cái này cho chị này. Em sợ hết hàng thôi chứ. Nam mặc rất là đẹp các chị nha. Xanh cái tay áo lên, trời ơi mê này, dầu dĩ luôn này. Chất lên này, đây 1.350.000 này, đang giảm 45%, cũng còn 742.000 rồi này. Các chị lên web đặt đi, đang giảm giá còn 700 mấy đó. Các chị, thực sự rất đẹp luôn á. Cái này là tùy theo, cũng tùy theo người mặc nữa. Nhưng mà đối với em mà, nếu mà lên nền mà nam mặc như thế này thì mình nhìn mình ghiền. Nhà em bán sỉ á chị ơi, nhà em bán sỉ nha chị Lưu Yến.
Áo này rất đẹp, lâu nay mắc quá không dám mua. Trời, giờ không phải là khó chịu mà, nhưng các chị yêu đã có bán size đã ấy rồi thì các chị cứ coi đó đọc coi, giờ 1,3 triệu lấy rồi mua. Có hàng rồi chị ơi. Mua. Các chị ghi một lần thôi, em đang chốt các chị ơi. Tin nhắn được gửi qua tin nhắn nha các chị nha. Hiện tại là chị em bác sĩ nha các chị. Em bác sĩ nha, em không phải bán lẻ nha. Chị nào nhắm chứ chốt thì chốt thôi. Giờ các chị mua thì lợi thôi, rẻ hơn mấy trăm ngàn một cái đồ thì phải có cái khó chi chút chứ. Không phải em làm khó, nhưng mà em phải nói rõ là em cho đổi đâu. Khách chịu thì mua thôi, không chịu thôi, em không có ép. Không thể mất lòng nhau. Mình phải nói giao kèo từ đầu chứ không thôi quay qua nói sốt thế này thế kia. Khó, thà khó trước để khỏi mất lòng. Hay các chị, áo sơ mi form dài nha các chị. Rồi chất liệu 100% lai nền cao cấp này, thoáng nhẹ đặc biệt này. Sợi lai nền bền này, chắc này. Cái này là lai nền tưng á các chị. Size từ 38, 39, 40, 41, 42, 43. Không, chất đẹp lắm. Chất rất là đẹp luôn. Em đưa cái cảnh cảnh để mình coi cái sợi vải thôi là mình đã biết cái lai nền, mà lai nền tưng mà như thế này là quá VIP rồi. Chị Huệ ơi, chị mặc size 2X nha. Chị mặc size 2X nha. Còn muốn lòi có mặc. Hàng này rất đẹp mà lâu nay chưa có mua được. Không, nhớ nó còn em thấy nó còn mắc hơn cái áo An Phước của chồng em mua là 700-800 ngàn, là một cái áo sơ mi là của mấy ông mua là thường cái giá đó rồi. Thì cái lây nền, cái dòng vải của nó cũng mắc thịt. Cơ bản là cái dòng chất vải của nó đã mắc nữa rồi. Rồi sơ mi mà hàng mà để may mà dàn xuất đi rồi hàng cao cấp á, đã theo dòng cao cấp rồi nó mắc lắm. Nên mà giờ mua 100 mấy ngàn này thì em phải có sự ràng buộc với khách là ở sao. Em không cho đổi. Khách có thể tham khảo bản size. Bản size ở em cũng đăng đó. Rồi hoặc là lên web mình tham khảo thêm bản size xuống, rồi mình thích cái nào thì em gửi cái đó thôi. Tại 195 ngàn mà bảo em đổi hay thế này là em không đổi nha. Em nói các chị đừng nói ơi sốt khó. Tại vì có lời bao nhiêu đâu bắt em bao dữ vậy. Giờ các chị mua 700 mấy ngàn, lên mua 700 mấy ngàn chưa chắc người ta đã đổi cho các chị nữa. Ở đây mua 100 mấy ngàn mà đòi em đổi thì thà mình phải nói trước vậy để khách biết cái khó mà khách tính, chứ nói chứ không thôi nói chung khách đặt cho đã xong rồi quay qua bắt đền. Giờ em nói các chị lên đặt đi 470 mấy ngàn coi đổi coi thử, chưa chắc có đổi nữa mà. Nhưng hàng này giờ em ôm hết trên thị trường rồi. Giá người ta sale 45%, các chị coi này. Hàng đẹp nha em. Bán sao thì mình nói vậy thôi. Thà khó nhưng mà khách nhận cái hàng cái là chuẩn luôn. Rẻ luôn. Em có báo luôn cái bản size để khách tham khảo nha. Nãy em có so với An Phước rồi đó. Thì size nó các chị tăng lên một size đi cho em nha. So cái áo này á. Còn các chị điền mà cứ hỏi đo vai đo đồ chắc chắn em không đo đâu. Bán 100 mấy ngàn bảo em đo làm chi. Tham khảo bán size ở dưới tham khảo, mặt rộng hơn chút đâu sao. Còn sờ quá thì mua hai cái hai size về cho người nhà đồ thêm. 100 mấy ngàn nó đến liều thôi. Không, cái này nam á chị. Hàng là chất lượng rồi đó. Giờ chỉ có là còn chật thì không có chật đâu. Chỉ có sợ là các chị che rộng thôi. Bán sai mà tham khảo vậy là sợ rộng, sợ các chị rộng giống như mấy anh mà dáng tướng mà đi tập gym body đồ dáng quá đẹp á, có thể ấy. Nên mà khách chị vừa vào cái bản sai chuẩn á, chị làm chị Phong nhất coi bài gym coi bài ấy đi chị. Em đang nhắn liên tục cho các chị để các chị tham khảo cái bản sai này. Tin nhắn tự động gửi về cho các chị nha, tại Kỳ đọc không nổi luôn rồi, chạy nhanh quá nên Kỳ sẽ nhắn tin nhắn tự động gửi về cho các chị. Các chị ơi, các chị cứ để lại bình luận đi, mình thích cái gì mình lấy ủng hộ cho em với. Lý Hằng chưa có đơn, tại Lý Hằng ghi không đúng size, ghi không đúng hàng bên em không có chọn nha. Lý Hằng coi bài ghim cái đi chị ơi.
Các chị khách mới là vậy nè, mã hàng, số điện thoại kèm đồng ý chuyển khoản, trên cùng một dòng từ đồng sẽ có đơn. Các chị yêu nha. Các chị đặt size sao, màu sao, em hứa chắc em gửi đúng như vậy, em không có làm khác đi đâu. Hàng chất vải là lai nành tưng đã được xử lý, giá gốc trên thị trường đang bán là 1.350.000, hiện tại các chị sẽ mua với giá là 195.000. Số lượng mẫu này đúng luôn là 1.400 áo, có 4 màu như vậy nên các chị mới mua được giá rẻ. Rẻ là em bỏ tiền ra em ôm mấy trăm triệu đem về cho các chị để bán lại về, em lời ít lắm. Em không lời là nói xạo nhưng em lời rất ít, nên ở đây em không bao đổi. Em chỉ có đủ công là đủ tiền nhân viên với đủ lời của em ra một chút thôi. Bảo em đổi là em sẽ không bao đổi đâu. Các chị tự tham khảo lên bán size. Chị nào khó quá, Diệu nói thẳng luôn, khó quá lên trên cái web này này, lên web này mở ra xong rồi coi cái size, nghiên cứu cái size trước hết đi, rồi mình coi chồng mình bao nhiêu ký, ngang bao nhiêu, rồi ví dụ vậy á, thì các chị vừa theo đó các chị ủng hộ cho em. Còn nếu mà các chị mua dễ dễ thì các chị vừa theo cái bản size của Diệu, vừa theo cái bản size của Diệu là Diệu tư vấn trong này. Có cái bản size đây cho các chị, áo sơ mi đó 55 ký, bao nhiêu size bao nhiêu, dành cho cao cao hay thấp được luôn. Thì bản sao này là bản sao để sai để tham khảo thôi, chứ không phải là nó chuẩn xác 100%. Nhưng mà em vừa vào cái số đo áo của An Phước, vừa vào số đo của Kỳ đang thử thì em mới ra được cái bản size này các chị nha. Còn mà chị nào mà kỹ tính thì các chị lên đây, lên cái trang này, nên em phải đăng trước, bữa giờ cũng 4 ngày rồi, em nói các chị nghiên cứu cái size đi, để đến ngày vô mua là mua ủng hộ cho em với. Chứ bảo em tư vấn rồi em sao tư vấn hết, em có bán đồ nam chuyên đâu mà em biết mà tư vấn. Nên phải có bản size sẵn này cho các chị, vậy các chị tham khảo trên là rất là dễ luôn. Còn vai đồ vậy là em không có đo nha, em bán giá này rồi em chỉ có tư vấn chung chung vậy đó. Chị nào sờ thì mua một cái để thử, còn mà không sờ thì mua luôn, về mặt người nhà, mặt người này cũng được, đừng có người khác, vì em bán sỉ rồi. Mom mom chưa có đơn bên nhà em, không có đồng ý chuyển khoản, không có thấy ghi gì hết. Các chị gái mong mong là chưa có đơn nha. Giống như khách mà đặt á là sẽ ghi, phải ghi đúng cú pháp. Rồi, heo sữa là đưa vô danh sách nguy hiểm, chú ý khách không cọc xốp xả đơn. Chị ơi bên em không có chốt lại đâu chị ơi, đừng có đặt nữa nha. Chị nào mà có danh sách rồi bên em đó, chị Như Quỳnh cứ yên tâm vậy là được rồi này. Như chị Như Quỳnh là chị không có áo nam trắng sai, các chị cứ để lại đi, để lại bình luận vậy là tự động có thôi à, với lại đừng ghi nhiều quá. Em Kỳ đang dò chút nữa là sẽ có một cái tin nhắn là gửi về cho các chị ở bên cái nào bên này nè. Trời ơi ai điền cái gì mà Sabo là cái gì dịch rồi hết hồn thấy không? Đây như chị Bùi Tuyết Hương này là có tin nhắn tự động sẽ gửi về, như chị Kiều này thấy không, tin nhắn tự động trở về như trắng này, xanh này, đọc một lần nữa nha. Đặt một lần thôi, trời ơi, chị Kiều là cái in hai lần luôn rồi. À có được in một lần này. Rồi xám xanh này, xám xanh trắng này. Chị Kiều đặt vậy là phải lấy nha. Chị Kiều ơi, Diệu nói này, không có xả nha. Xám xanh size 43 này, trắng 43 là 3 cái này. Xanh 41 và trắng 41 này là chị 5 cái nha. Chứ các chị em soạn xong rồi các chị quay qua lên. Không, chị đặt nhầm rồi vậy lắm được nha. Còn mà nhầm hay không là phải điền vào, phải nhắn vào trong này dùng nhiều nha. Xám ít hả? Rồi về xám khoan nhận. Như xám xanh trắng này 3 size 33, size 43 là vậy đó. Tin nhắn tự động các chị nhìn cái tin nhắn này là các chị sẽ thấy là mình có rồi này. Nè, chị Lê này, chị Lê lên đơn 42 này, màu xám màu xanh là có hàng rồi. Quỳnh Như có rồi, đừng chị Yên Trương nhắn cái gì nhắn ở ngoài, đừng có nhắn vào trong này chị ơi. Trong này là chỉ có tin nhắn tự động cập nhật cho các chị yêu thôi. Như chị Hứa Tiết Hờ này, Huệ này, vô mặc áo 3 màu này, size XL này. Rồi cái này là size 39 trắng xanh xám này. Thì như vậy là đã là lên đơn là có hàng rồi đó. Với lại dù cũng sẽ nói luôn cả nhà một cái vấn đề này nữa này. Thì giống như do bên em chưa có chia xong nên em nhận rất là nhiều. Em nhận rất là nhiều vậy thì những chị mà giống như các chị đặt mà trên em sẽ chọn theo cái khung giờ. Giả sử chị Phương đặt rồi lúc 3 giờ đi mà chị
chị Hương đặt lúc 3:10 thì đương nhiên em sẽ soạn cái áo đó cho chị Phương, tại vì chị Phương đặt trước chị Hương chẳng hạn vậy đó, thì sẽ có trường hợp vậy nha. Em không phải ưu tiên một ai hết, nhưng mà em sẽ dựa, nếu mà hàng mà bị thiếu em sẽ dựa theo cái số giờ dễ chọn cho, để chọn cho chị nào mà số đặt trước á. Còn các chị đặt sau thì coi như là không có hàng thì thông cảm nha, nếu mà có về lại hay gì thì em sẽ báo các chị. Tại vì cái tỷ lệ hàng em bấm đơn giản, em bấm sơ sơ thôi nè, một người bình quân 3 cái đi, mà 1.400 cái chia người bình quân 3 cái thì các chị trong này là sẽ bán cho chỉ có được là 466 chị. Trong đó các chị thấy đó, 466 chị nữa này, mà trong một buổi live mình đang coi là 700 mấy chị rồi, thì đương nhiên sẽ thiếu hàng, nhìn cái là biết là hàng bị thiếu rồi. Mà trong đó là sai số nó sẽ có sự chênh lệch nữa. Các chị ơi cứ gửi tin nhắn đi. Nên cả nhà nha, dù tính như vậy nè, dù về đúng 1.400 cái, một người bình quân 3 cái thôi, dù không có nhiều. Trong này là 5 cái, 10 cái rồi có hết. Thì dù cứ bù lại với nhà, dù lấy đi, dù lấy mấy chục cái chẳng hạn đi, thì bù ra bình quân người 3 cái. Thì 3 cái là em nói rồi, cô giỏi lắm bán được 466 chị. Thì các chị cứ hình dung đi, đang 700 mấy chị coi, có đủ hàng chốt hay không là các chị biết thôi. Nên em nói chị nào đặt trước có hàng đặt xong có hàng đâu nha, hên xui đó nha. Em bán cái này á, em tính em lời từng ngàn một thôi, em không có lời nhiều, nhưng mà cái số lượng em vậy đó, em chỉ cần lời cả mười mấy ngàn, 20 ngàn thôi là các chị thấy đó, em cũng có được một chút rồi. Nhưng mà tính ra từng cái chốt cho công mà bỏ sức ra cho từng chị một rất là mệt nha, em phải chụp hình lại, em soạn sai rồi nhân viên em này kia nữa. Cái này là làm liều thôi, liều ở đây á là, ủa chị Duyên Đàn để lại mã hàng là tự động có tin nhắn gửi mà chị Duyên Đàn. Các chị ơi, tại kỳ chưa in tới thôi. Bây giờ có cái tin nhắn, chị Nguyệt ơi đem máy điện thoại em ra ngoài với. Chị để lại thông tin như thế nào là có chứ sao không có. Các chị cứ để lại cái size các chị đặt là được thôi. Nè, khách em tin nhắn tự động quá trời, các chị vô tin nhắn tự động là có nè. Các chị mà xả nhiều là em không nhận đơn đâu nha, em chắc chắn luôn đó. Các chị mà đặt luồn xộn là em không nhận nhiều đâu nha. Em sẽ ưu tiên những chị tiếp theo đó. Như chị này, Phan Hồng Hồng này. Đây, đã gửi tin nhắn tự động cho chị này, size 43 màu xám, 44 màu xanh và đen này. Dễ quá trời luôn. Chỉ cần các chị vô mở cái tin nhắn ra nó hiện nè. Chị Liên ơi, số tài khoản chị khoan đi nha. Để bên shop em khi nào soạn cho chị xong rồi gửi số tài khoản sau. Như chị Thảo Đỗ này, đã nhận nè, xanh trắng 40 này, vậy là chị có rồi đó, xong rồi đó chứ có gì đâu. Các chị đừng lo, có tin nhắn nè. Rồi chị Phạm Thu Mai này, vừa mới đặt xong này, ok rồi nè. Nè, rồi, coi Phạm Thu Mai này, quần trắng là cái này trước ha. Giờ Thu Mai này, cao xanh size 39 2 chiếc này, size 40 1 chiếc này, trắng size 32 2 chiếc này, size 40 1 chiếc này, đen size 39 2 chiếc này, size 40 1 chiếc đó. Các chị ơi, nếu mà chị nào muốn mà đặt một lần, các chị ghi màu đặt một lần luôn, các chị mà đặt 6 cái rồi đấy, cứ đặt lần em cứ phải dò từng đơn ra, chốt là muốn lòi con mắt luôn. Kiểu rất là cố gắng để tập trung để chốt các chị đây các chị. nghĩa là các chị đặt rồi mình kỳ không giờ in ra hai lệnh á thì sẽ soạn ra dư rồi những chị sau lại không có hàng nên phải dò lại các chị đã có chưa, thành ra hơi lâu. Ví dụ các chị mà có rồi em phải gạch bỏ đi rồi tốn thời gian qua các chị ở phía sau các chị. À, như chị Phạm Thương Mai là em quá cảm ơn, vào một chi tiết đúng một dòng thôi ra quá trời sai luôn. Bộ chị Diều đang mặc là 550 nha các chị cứ ghi set bộ 550 kèm màu cân nặng. Như chị Mon Mon này, chị ơi chờ bên chờ shop. Ok chị về được rồi, chị mong mong không cần ghi gì hết, cứ xong rồi là có hàng rồi đó. Khi nào shop già Diều này sẽ nhắn cho chị, chụp mẫu cho chị xong gửi số tài khoản vào cái tin nhắn này luôn, thì lúc đó chị chuyển khoản thôi, 100.000 cọc cho vui thôi, nhưng mà để cho chắc chắn cái đơn mình không có bị rắc rối á. Các chị đừng có đặt trên này nha, như chị đen đa lê là đừng có 42. Khi nào chốt chị chuyển khoản hết, chị ơi chị đen đa lê chốt qua bên kia đi, chắc chắn trong này sẽ bị trôi tin nhắn và không có in đơn được. Các chị cho em một tờ giấy đi chị Nguyệt ơi, một tờ giấy in đơn á,
đó nãy giờ in đó, đó đó kỳ kỳ đưa cái đó cũng được, đưa đi, đưa cho em để em hướng dẫn cho khách thôi. Giả sử này các chị nội dung các chị ghi sao á là in ra tờ giấy này, khi cầm cái phiếu này các bạn sẽ dò cái áo các chị bạch đặt cái size rồi mới soạn nhớ chị, chứ các chị đặt trong này sao in được cái tờ giấy này. Riêng mà như chị đen đa lê là em không in đơn được, được tại nằm trong này em không in được, nó phải qua một cái chỉ có đặt được trên bài like em mới in đơn được, rồi em in tờ giấy vậy thì em nội trong tin nhắn gửi qua chị ạ. À, chút nữa sáng giờ đó, bây giờ rồi coi hàng không có hàng, trả xe không lấy hàng. Ôi bà này bom rồi, ta nói giao kêu đến 6-7 lần rồi, kêu lỡ mở lỡ lên là không vừa rồi sao. Ôi cho thôi thôi đem về đi, nói nhiều mệt quá, hỏi đâu mất lòng nhau. Hẹn hoài hẹn mãi luôn, mua cái gì đây nè, chúc chị chúc nữ nha, mua cái áo ô đã chụp hình này, cái áo hàng 270 này, cái quần 260 này, cái quần 190 toàn là hàng mà ai cũng khen hết này, hẹn ship này, hẹn ship quá trời hẹn luôn, khô sốt phải liên lạc quá trời, bây giờ đòi kiểm tra hàng chị kỳ lắm nha. Các chị ơi, có thể là một số chị tin nhắn đang qua nha các chị nha, tại vì hệ thống đang đi rất là nhiều nha các chị, hệ thống đang đi rất là nhiều đơn cùng lúc này nha các chị nha, tin nhắn là mình chỉ cần ghi một lần là được nha các chị. Chị yêu nào mà đòi kiểm tra hàng như vậy sau này nha, Diều đem hàng về rồi sao Diều cho vô danh sách nguy hiểm, là nói đừng nói Diều, nói Diều khó nha, không phải khó mà là hàng đã trao đổi từ đầu rồi, không cho kiểm tra hàng đâu. Đó như chị đen đa lê vậy là xong, em chỉ có in tờ giấy này ra cái này, chị in cho đen đa lê này. Đó, in ra cái chị à, vậy là xong. Rồi. Vô tin nhắn. Nè, chị đen đa lê đâu rồi? Đó, tin nhắn tự động này, xin chào này, xin chào chị này, chị đã được cập nhật cái mã hàng này, xanh trắng size M, rồi có trắng 42, thấy không? Là có rồi, không, chứ chị đừng có nhắn cái dòng này, nhắn này em không in đơn được. À, các chị thấy, nên nhiều khi các chị cứ đặt sau like rồi đặt qua hình, em không in đơn được, cứ đặt phải đúng cái bài em đăng á, thì phải mới in đơn được. Còn cứ đặt qua tin nhắn không á, nhiều khi em không coi tin nhắn á, là nó bị trôi đi hết á. Chị Phú Hoàng Phú, à, chị ơi còn dập ly 480, ngày mai chị Phú Hoàng coi ủng hộ cho Diều với nha. Em thấy nhiều chị đang coi lắm này. Em chưa có, anh Kỳ ơi, chưa có tin nhắn. Kỳ đang còn in, An Nhiên á, còn in dưới này nhiều lắm. Các chị nãy giờ nhiều lắm. Các chị ghi lại với lặp lại chung nhiều. Cho Kỳ. Cái này like nền tưng nha, chị nào cứ để lại bình luận là có đơn thôi. Mình không... ghi một dòng, mình ghi các cái sản phẩm mà mình muốn, các chị ghi một lần thôi, các chị ghi cứ nhiều lần vậy nên em phải kiểm tra lại các chị ơi. Đang dò lại cái coi sự không sợ gì, sợ nhiều quá rồi. Đặt trùng ở đây là rất là nhiều, chị không trôi. Có hàng luôn. À trùng á thì có chị thì dư ra, có chị là bị thiếu hàng, sợ vậy thôi chứ không có sợ gì. Trời ơi hàng cáp ơi, giờ đổi qua sai coi như hàng cáp nha. Ở trong tin nhắn là chị nói chung bill là đi ra rồi là nó sẽ không có đủ đâu các chị mà đồ là sẽ không có hàng luôn nha. Đồ bên shop đẹp lắm cả nhà ơi. Em ra báo trước nha các chị. Rồi, em in đi chị hàng cấp, mà đổi là Diều hên xui nha. Chị nào đổi là Diều nói rồi, ưu tiên phút cuối á, em vẫn sẽ đổi. Nhắn là, nếu mà đổi thì các chị nhắn trong tin nhắn là các bạn, nếu có các bạn soạn hàng cho mình. Chờ à, đúng rồi. Lên nhắn vào tin nhắn. Nhắn vào tin nhắn. Nếu còn hàng các bạn đổi, còn nếu mà đổi mà mất hàng luôn là không có hàng luôn nha các chị nha. Sợ không còn. Nếu mà các chị mà bỏ ra là các chị khác lấy là mình không có hàng luôn nha. Thì Diều đã tính rồi, Diều về 1.400 cái. Mà Diều tính bình quân một người 3 cái thôi đó, là có phải bán chỉ có được 400 mấy chị không? Mà giờ mà đăng 700 mấy người coi, mà một người có người 5 cái, có người 10 cái cũng có đây. Thì các chị cứ tính tỷ lệ vậy đó, bình quân người 3 cái thôi, em không bán nhiều, một người có 3 cái vậy đó. Thì chắc chắn trong buổi live này sẽ là hết hàng. Còn mà dư là dư cái tỷ lệ sai không có điều. À, nhiều người 4 cái, 5 cái rồi vậy và bình thường. In đơn Diều ơi, dạ, Kỳ đang in đó, chị Thủy Cao Lê, chị có tin nhắn là tự động Kỳ in à. Do nhiều quá nên Kỳ chưa in tới thôi. Đó, cả nhà, đẹp không? Mua một cái áo. Em thắc mắc là nhiều chị đang đặt xe 39 mà nhảy qua 40 xong nhảy về 41 luôn. Ê chị nào mà ghi mà một lúc nhiều sai lắm, có cái nào đi Kỳ nha. Không, nhiều khi các chị chút, đặt, chút, mua thêm. Tại vì biết sao không? Thêm cũng nói thêm. Rồi là chút là kêu à, kêu shop và soạn rồi xả ra một đống của em là em thôi. Chị đâu đây nha các chị nha. À, nếu mà cùng một dòng thì là khác, còn mà một lúc mà đặt quá nhiều sai là Kỳ phải coi lại. Kỳ thì biết mà. Hạn chế lại cơ. Ừ.
chị chị nào một lúc mà đặt nhiều sai quá là dù dù bỏ chị qua sao có chị yên tâm nhá, giờ mới đến thấy chị này. Giờ mới đến thấy chị Kim Sa Lê này. Thôi ôi quá đẹp luôn á. Cái này dù tính nhờ ông xã thử trước rồi dù mới canh cho là dễ. Tự nhiên giờ nay ông xã đi làm bữa trưa mà đâu có kêu, đâu kêu được đâu. Phải lấy cái áo ra ngồi đo vai đo đồ mắc cười ghê luôn á. Ồ, cũng có làm cái size vừa theo cái size cho các chị rồi. Em là em đang bán sỉ nha các chị yêu. Các chị đang nhìn cái giá này với giá 195.000. Thì là mình mua như thế nào là mình phải biết chứ. Mua khó quá là chắc chắn không có dám gửi. Tại vì mất công chị em mất lòng nhau thà nó trước vậy đó. Chẳng lẽ cái áo 195.000 á chồng mình không mặc được, đưa em mình đưa cho chú cho mấy cháu rồi ví dụ vậy mà phải đi đổi phải không? Chi mà đến mức mà khó khăn vậy. Nên cái này đâu có gì đâu mà mình phải suy nghĩ lắm. Nhìn cái áo 1.000.000 là nó đã quá xịn rồi. Giờ mua qua có 195.000 như không có để cuối năm đi các chị làm quà chờ sinh nhật đem làm quà. 44 mình không có thấy luôn. Hả? Chị nào đặt 44 thì giờ khoa họ có nhận. 44 hả? Không thấy 44, thấy 44. Ủa đến bên ba mà làm gì có 44. Thì ở đây nãy in theo mấy cái 44. Không có. Chị in theo cái chị cân nặng theo cái size á chứ còn cái nào có 43 thì báo 44. Không có thì bỏ ra. 44 không có à. Vừa thấy trên hình nó 43 thôi mà sao tự nhiên thì sao? Thì tại vì em để cân nặng cho tới cái size đó luôn. Nè, cái chết rồi. Vì mấy chị đặt 44 là không có hàng rồi nha. Chắc chắn không có luôn. Tại cái bản sai này nó à, ừ, kì sửa lại đi. Bản sai này nó chỉ ghi nè 38, 39, 40, 41, 42, 43 à. Bốn bốn là sai rồi. Bốn bốn không có đâu nha. 43 thôi nè. Cái bản tay nó vậy mà Thủy ghi đến 44 là bị sai rồi nha. Không có sai 44. Các chị chú ý dùm em nha. Nếu mà nãy giờ mà chị nào mà đặt 44 là giờ xin lỗi nha. Hủy cái 44 dùm em. 43 là cao nhất thôi. Đến 80kg là được rồi. Đâu mà ra đến 8-mấy kg dữ vậy. Bốn bốn bỏ ra hết nha các chị. 44 là vừa bỏ ra hết nha. Rồi xong hết chưa? Xong hết chưa? Có ai chưa có tin nhắn không? Chị Nguyễn Trúc đợi vừa xíu nha. Các chị đối với ai mà chưa có tin nhắn thì cứ nhắn lên để em biết nha. Các chị mà đã nhắn rồi thì mình khỏi cần nhắn tiếp nha các chị nha. Tin nhắn nó đang qua các chị ơi. Hàng Nguyên đến giờ em mới thấy là tin nhắn mới chốt cho được Hàng Nguyên nha. Mình các chị cứ đợi sắp đăng là Hàng Nguyên, là chị Nguyệt. Nãy chị ghi chị thấy chị Hàng Nguyên phải không? Chị sửa lại số 43 đi, chị nói chị sửa lại đi. Sửa nhá Tiêu Cầm sửa lại 43 liền đi, 43 đi. Các chị không có 44 rồi nha. Giờ đang làm lại giờ đến 80 kg thôi là cũng nhiều lắm rồi. Rồi nè, chị nào 44 không có thì chị gửi cho chị. Cứ để ra thôi. Ê, mấy chị nói không có 44 thì 43 vào. Vậy đổi 43. À, từ đồng cho 43 vào đi. Ừ. Này chị cái này sao? Cứ để ra giờ cái nào không nhận, không nhận màu gì nữa không? Nói em thấy xám là ít đó chị. Rồi xám bỏ đi, không nhận. Để em tại vì em nói rồi xám bỏ nha, không nhận nha. Nhưng mà em phải còn ở trong này nữa. Em trắng đen xám. Nó là ở trong bill, nếu không có thì cứ để ra thôi. Có em chị đưa trắng xem trước để em chọn thôi. Em đang ra màu nào em chọn màu đó trước. Chị nào thiếu cái gì từ nhắn cho nhắn lên rồi em kỳ em soạn em kỳ in cho nha. Giả sử nay chị mới nhận được cái tin nhắn vậy còn thiếu hàng gì các chị cứ nhắn đi, chú Kỳ sẽ tự động in ra cái đơn cho. Không có để thiếu của các chị đâu. Áo đẹp mà, cái này á thì chất vải là lai nành tưng. Này thì chất đã được xử lý rồi các chị ạ. Ôi gặp shop em nó, gặp shop em bán giá này với các chị, với gặp mấy shop khác mà đưa vô tay mấy shop khác các chị phải mua ít nhất 300 trở lên. Em nói phải bán lời cỡ đó mới gọi là xứng đáng á. Tại hàng này bán mà thấp như vậy rất là uổng. Không phải vì các chị cứ nghĩ đi, 1.350.000. Bây giờ mình có mua 300 cũng quá là rẻ rồi. Mấy cái số lẻ ở sau rẻ không 1.000.000 một cái. Thì dạy gì các chị không bấm, chắc chắn là bấm ào ào liền luôn á chứ. Mà đây cái số của em các chị thấy đó. Em nói từ ngay đồ dập ly hay bất cứ cái đồ gì, em lời cực ít.
không lời là nó xạo, nhưng em lời rất ít, cái tính em bán, em muốn bán xong cái rồi em ngưng hết rồi thôi, là dọn kho. Nhà em nhỏ lắm, không phải là to nên không có chỗ để chứa, bắt buộc khi nào cũng vậy. Giá cả là em phải làm cái giá nó phải mềm mềm để em đẩy số lượng cho nó nhanh, chứ cái nhà có chút ép mà để hoài đâu được, để hoài to quá, đồ đạc nó to quá mình không có ấy được. Đang còn nha, đang còn kia này, trời ơi quá trời luôn nè. Ê cẳng chị đếm bao nhiêu tờ giấy dùng em rồi, đếm tờ giấy rồi để em canh ra là em biết nữa có nhìn nữa hay không. Các chị ở nhà có chút ép mà giờ hàng như vậy sao được, tối về còn xe cộ nữa nên bắt buộc em phải bán giá rất rẻ để em đẩy hàng đi trong vòng về cái về là hàng đẹp lắm, mình đừng có lo, đúng hàng công ty nha các chị. Ừ. Công ty cổ phần nè, nó bốn hai đâu nghe, bốn hai bên kia rồi, soạn xong rồi là bỏ đâu? Cái gì? Soạn xong được rồi. Vô thùng, mỗi thùng một size. Không, ý là giờ nãy giờ chia chưa? Mới chia màu trắng rồi chị. À. Ơi quá đẹp ha, các chị ha. Mình có tin nhắn là tự động có size hết đó, à, có hàng hết đó các chị ơi. Sám thấy ít quá trời này, vậy là chắc nhiều chị sẽ bị thiếu rồi. Ủa sám có dư gốc đây thôi hả? Đúng rồi chị. Vậy cũng đủ rồi, cũng đủ hàng kia đâu. Còn còn bên đây nữa, hai thùng. Hai thùng đó nữa hả? Còn mấy thùng chưa. Một thùng về tầm cái này ngành ngành tư. Ê có vẻ có đếm lại số lượng không? Một ngàn tư nha. Hai cái gì cũng 11. Trời ơi, chị nào sướng quá vậy? Như Lâm, chị Lâm Anh Tin đúng rồi chị. Mua quách lệnh hai cái vậy á, có dơ cái này còn để cái khác cho ông xã mặc cho nó đã. Bốn ba trắng nãy còn không? Hết rồi chị. Hết hả? Ui bốn ba khách đặt nhiều lắm á. Về trắng hết nhìn đi. Hả? An Tân ơi, khui hàng liền đi. Khui hàng liền đi, để coi không được thì nói nhận từ chối chị nào từ chối luôn. Size 39-40 thì nhiều phải không? Còn bốn thùng chưa khui, nó khui ra luôn. Đó, hiệu của nó này các chị. Em phải bỏ ra nhập 1.400 cái, đúng 1.400 cái vậy đó. Mới được cái giá vậy làm cho các chị á. Trời ơi, bán mấy cái hàng này á. Size dễ bán, gặp size chưa chắc bán được. Mà cái size mà không bán được, các chị hình dung đi. Ôm hàng. Vài bữa lỡ nhiều khi em sale 150.000 nữa đó. Tại vì bán không được là phải sale thôi. Cái hàng này nó không có giống như đồ nữ mình size đồ vậy á, giống như thường mà size nó ra theo tỷ lệ cái quá trời size các chị thấy đó, 38 đến 43 là cũng nhiều rồi, màu sắc đồ vậy nên cái tỷ lệ size nó sẽ không đều nha. Chị nào mà đặt sau thì dù có nói trước á, nãy em có quay đó thì màu trắng bây giờ là thấy là đã hết rồi, thì em thấy những chị khác cũng đang đặt màu trắng này thì coi như là có thể em vẫn in đơn, nhưng mà nếu hết thì đừng có giận em nha, mình có thể đổi qua màu khác dùm em với. Xám em hết rồi nha, bây giờ các chị em không có nhận xám, thực sự là chưa mà không biết, nhưng mà thấy tỷ lệ ít lắm, thấy khách đặt rất nhiều nên em không có nhận nữa, em chỉ nhận tạm ba màu này và bắt đầu em sẽ cắt màu trắng đó. Màu trắng là em thấy để Thủy mà báo vào Thủy mà khui thêm bốn thùng kia mà không phải màu trắng là em hủy màu trắng là em không nhìn nữa. À, vì không đủ rồi đó. Các chị nhìn cái tỷ lệ ngoài là các chị biết rồi đó. Lên áo kiểu chứ, áo nam xong rồi phải qua áo kiểu liền chứ. Còn thời gian chị em mình phải bung thêm vài mã chứ sao mà ngang đây được. Bán mấy hàng này á, thích cái các chị biết không? Nó chất lượng. Mà chất lượng rồi trời ơi, gặp thêm cái giá rẻ nữa là mừng lắm. Quay cái giá em phải báo trước cho các chị mấy ngày để các chị chuẩn bị size rồi đó. Nhiều khi họ dù tư vấn giống như theo cái kinh nghiệm của mình thì không thể, tại mình không có kinh nghiệm về đồ nam, mình không thể tư vấn được. Bông bù bẩm nãy giờ chưa thấy luôn kì. Có rồi, đã in đơn á, tin nhắn qua chồng á. Riêng đơn chị bông bù bẩm đã có hàng rồi. Bông bù bẩm có rồi á, có thể qua chậm đó. Như Quỳnh đã có hàng rồi chị ơi. Các chị ơi,
Kim Tuyết đợi xíu nha, Kỳ đang in đến đó. Tại do tin nhắn nhiều quá mà Kỳ phải ngồi á coi lại là chị nào có chưa, do không có khi chị ghi 2 lần, có chị ghi 5 lần, chị phải dò lại, nó hơi lâu. Các chị đợi xíu nha, in hơi chậm. Chị Lê Nguyễn ghi rõ ràng màu luôn, ghi rõ màu luôn, tại cái người ở ngoài soạn sẽ không biết màu gì đâu. Do thực tế nó có thêm màu xám nữa, mà màu xám là em hết nhìn, mà ngoài đó nó không biết trong này like như thế nào ha. Mình phải ghi rõ màu luôn. Kiếm quần nam về bán luôn, chị cho mấy em có người chào luôn rồi. Quần 1.500.000 luôn, tôi không dám nhập. Tôi không binh không có rành, về chút nữa là chút nữa kêu Diều ơi like đồ like chồng chị bao nhiêu ký đó mặc vụ không, rồi là lúc đó Diều sẽ trả lời phải giờ phải dẫn em tới sợ cái mông đờ, coi rồi sợ cái bụng rồi vậy coi anh rồi mới tính được cái size, mấy chị chịu không? Cho tôi sờ sờ cái mông sờ cái bụng tôi mới biết tính được cái size cho mấy ông, chứ nhìn tôi không tính được. Nếu đồ nam á quần nó đang chào hàng hiệu luôn các chị, để em mở cho các chị coi. Diều có những nguồn sale rất là hay mà kiểu như là mình phải mua các chị, mua trả tiền liền đó, không được nợ nha, mua trả tiền liền đó. Như Queen thì Phạm biết liệu đã có hàng có người đang chào Lô Nam nè, Lô Nam của rồi không rảnh thôi, không rảnh là không có bán đâu. Quần thì đẹp thiệt nhưng mà phải ôm số lượng nhiều lắm, ôm đến số lượng giống như ở ngoài vậy đó, nên thôi em cũng dám chơi bỏ ra cũng khá tiền mà không biết bán đã rẻ vậy. Giống như cái này đi, giả sử em nói thiệt nha, em đang bán rẻ vậy, nếu mà khách hiểu hàng á thì sẽ vui. Có hơi rộng một chút á, hoặc là hơi chật là cái này chật thì không nghĩ là không đâu, nhưng hơi rộng chút chắc khách cũng sẽ vui vẻ không có sao. Nhưng nhiều chị không nha, nói bỏ tiền ra là phải mua cho bằng được, mà phải đúng phải 100% luôn, mà sốt không cho đổi là quay qua nói sốt á là không có lương tâm. Tại vì em bị rồi, em bị nhiều lắm, em bị chửi nhiều lắm, chửi là vì không cho đổi sai, mà thực tế á là em bán quá rẻ rồi, nên em không cho đổi, em muốn hỗ trợ. Em muốn các chị trước khi em bán cái này là em đã đăng trước 4-5 ngày rồi, em muốn các chị tham khảo trước. Xong bây giờ lại cái bản size em cũng gửi luôn đó, đó là tham khảo. Cái về mà đòi giống như 100% á, nhiều khi tướng có anh thì em nói rồi, tướng có người vai to, có bùng rồi vậy á, nên vừa theo mà cái hàng mà hàng An Phước á, hàng Việt Tiến á, thì chênh nhau một size. Thì em mới nói giống như chồng em lấy đang mặc 39 thì em sẽ lấy soạn 40, giờ ông xã em cũng có ở đây đâu, đâu có ở đây đâu. Em cứ lấy cái áo có sẵn đó, em nhìn cái size rồi em lấy cái size lớn hơn thôi. Vì đồ nam nó không phải như đồ nữ mình. Các chị ra tiệm đi, các chị chỉ cần hỏi cái người đó mặc size gì các chị mua là y chang đúng không thôi ạ. Rồi đã xong rồi các chị nha. Còn nếu mà giống như nếu mà chật nhỏ hơn size thì em đo, em cũng nói với các chị rồi là cái này nhỏ hơn một size. Đó thì các chị tự động sẽ tăng size thôi. Bây giờ mà kêu Diệu về ví dụ mà ấy cái thì nghĩa là khó bắt em đổi này kia á, nên em nó không cho đổi đó. Rồi đã xong rồi chị ơi. Sách hưng làm thương hiệu á Diệu. Vậy á hả? Chết trời ơi. Tôi sợ trang tôi bị phá. Toàn mấy ông. Trời ơi, em nói thiệt nha, chắc chắn mà like cái này là nói chung cái này là nên em dùng. Mới nói hai chị nào rành này đó, em không có rành, em biết là không phải là không, em chỉ có rành về chất tải. Em biết là cái hàng này rất là bền, rất là ok, rất là xịn thôi. Còn em biết là cái người đứng sau cái hàng này là ai thì em biết, nhưng mà so với cái giá mà để bán ra 1.000.000 như thế này thì nó đứng trên cái thị trường mà để mà bán tại Việt Nam mà để được 1.000.000 như thế này thì nó phải như thế nào. Khi mà xuất được cái lô này ra sale là em còn nói với các chị cái ngày soạn xuất là cách đây 2 năm về trước các chị, nghĩa là người ta đã bán qua và còn tồn kho cái số lượng như vậy người ta mới sale cho mình. Các chị biết không, 2 năm giống như em cũng giống các chị đi chờ 2 năm sau mới có một chuyến hàng như vậy. Nó không phải là ở tháng này có, ngày mai có, ngày mốt có, một lần duy nhất và xong rồi là thôi. Nhiều khi giờ các chị nhìn xong các chị thích nha. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Trúc nha. Không bao giờ có lại. Từ khi các chị lên web đặt là em nói rồi, web đặt thì đang 700-800 đó, các chị thi lên thử đi. Nhưng mà người ta sale là người ta không đổi sai đâu. Các chị nên em bán 700-800 đừng có kêu em đổi sai. Đây em nói trước vậy đó. Em giá chị Ngọc Nhiên An ơi, xám sen trắng 38 của chị đã có hàng nha. Tin nhắn đăng qua chị ơi. Nhiều lắm, thấy Thủy băng báo là 39 với 40 size còn nhiều. Còn mấy cái size lớn là nó hết, size lớn là hết thì gần hết.
bộ em đang mặc cũng line nành tưng 550.000 á chị ơi. Một xin 2 cho chị Nguyễn Huy, xin 2 550. Ai line nành tưng cái này về hàng nhà Diều May, may đến 70 kg. Các chị cho em cân nặng đầy đủ em soạn cho. Chị Hân Pha này này, chị có hỏi là xe chiều đang mặc con đục màu không? Hiện tại đối với đem đi xem đi có hay nha. Chị bấm đi à. Cân nặng để đi, đừng bảo là được soạn cho. Trắng bôn mô cho chị Thủy Phạm. Em chưa có soạn hàng xong nhưng em không có nhận màu xám nữa. Em không có dám nhận màu xám nữa. Em sợ không đủ hàng chia cho khách đặt trước. Để vô tính ra. Dù bán đồ này dù tính nhanh lắm. Các chị tính nhanh ở đây là sao? Mình nhìn cái số lượng vậy, mình sẽ bán bình quân một người bao nhiêu cái. Với cái giá như vậy thì bán trong vòng bao nhiêu phút là hết. Vô tính ra ước 80% chính xác. Còn 20% còn là lẽ sai đó. Là khi mà vừa bán cái này là vừa tính nhiều. Nên nào mỗi cái nhà hình dung đi, em không có, em phải tính vậy nè, bao nhiêu lâu để em lấy lại vốn này, bao nhiêu lâu lại lấy lại vốn này, trong vòng bao nhiêu phút em phải giải quyết xong cái số hàng đó này, là để đó là mình đưa ra chi tiêu và kèm theo đó là mình mới mình bỏ tiền ra. Như vậy mình có bị lỗ không, hay vì bỏ chừng đó tiền nhiều mình đi đầu tư cái khác mình sẽ lời hơn hay sao? Em bằng mọi giá em phải bán trong vòng một buổi live phải xử lý xong, tỷ lệ rớt lại là 20%. Ok, được, chấp nhận luôn 20% đó là dành cho những chị mà không có buổi coi được live hoặc mà giống bổ sung thêm thì có thì ok. Còn mà trên live là em chắc chắn 80% em sẽ bán hết trong một buổi live và cái số lượng hàng như vậy. Em không có lời nhiều đâu, chắc chắn không lời nhiều. Các chị cứ nhìn đi, 1.350.000 mà để bán 195 thì em phải nhập giá bao nhiêu rồi. Nó mà chênh lệch gần như là các chị mua gần như là 10-15% cho nhiêu cho 15% đi, trời ơi đâu ra được mà giảm đến 85% một cái đồ cho các chị, 80-90% một cái sản phẩm mà giảm đến 80-90% là quá dữ luôn nha. Nếu mà các chị chưa các chị may mà cái này ít ra là còn có cái tem mạc, còn có cái mã code để các chị có thể về là chụp cái mã code này nó hiện ra liền thì các chị coi cái là tin em. Chứ nếu mà không có gì hết nha, không, em nói thiệt, nếu mà không có gì hết có vậy không chưa chắc các chị tin em. Không có một cái tem đồ vậy, ví dụ thiếu một tem được đồ các chị sẽ không tin em. Mà em quay luôn cái video cho các chị là em quay phía ngoài nhà em là thùng luôn của công ty luôn á, đóng thùng đồ nguyên của công ty. Nói chung là hàng này là hàng chưa có ở ngoài thị trường với cái giá sale, chỉ có trên Shopee hoặc Lazada hoặc những cái trang web lớn á thì đang bán á, là giá sale đang sale 45% là còn về 700 mấy ngàn. Các chị thấy 45% mà sale về còn 700 mấy ngàn, giờ mình sale mình lại mua trên live trực tiếp này, nói chung nó chỉ là cái con số nó quá bình thường luôn rồi. Anh khi mà Diều bán giá này là Diều phải yêu cầu là phải khó một chút với khách, là Diều không cho đổi để chi để khách không có làm khó Diều quá. Diều không có lời nhiều, thực sự một cái 10-20 ngàn nếu mà chị nào khó là thả Diều không bán. Chứ bảo Diều mà có lời 10-20 ngàn mà 20 ngàn mà bán Diều khó với Diều quá Diều không chịu đâu. Biết là khách là mình phải phục vụ, nhưng mà các chị phải biết cái sản phẩm nó tỷ giá như vậy rồi mà mua cái chi mà khó quá dữ vậy đó. Nên em hay nói mua rẻ rồi thì mua dễ dễ đi á. Giả sử gì chồng mình mặc và nó có thể các chị cũng không có dò được cái size, một số chị cũng không có quen dò size thì mình có trừ hao chút đi. Cái bản size em cũng đăng rồi, trừ hao chút đi. Linen này là nó sẽ hơi nhanh nhanh, mặc nó rũ, rất là dễ chịu, với là không có rút đâu, cái này là đã xử lý rồi. Nên chị nào mà sợ á thì em báo luôn là có xử lý rồi, nhưng tỷ lệ rút là không có. Thì mặt sẽ có thấy hơi rộng nếu mà một số anh nam mà thích mặt mà ôm á thì có thể hơi rộng, còn mà giống như có bụng như ông xã em á, trời ơi đóng thùng lên cái rủ ra nhìn đẹp lắm. Với lại sơ mi nam em thích nha, em thích mấy anh xanh cái tay lên. Ê, trông nghe hình người mẫu luôn, mặt cũng xanh cái tay lên nhìn đẹp. Rồi, xong hết rồi đó chị ơi. Xong hết rồi phải không? Rồi, ok nha. Cảm ơn các chị nha. Đó, tỷ lệ xong nhắn rồi mà đời nhắn tin lại đúng không? Đã tin nhắn này là nói chung có tin nhắn rồi là không cần nhắn gì hết. Cứ để ra em. Việc còn lại là các chị cứ để ra em. Rồi bây giờ là em sẽ bỏ qua cái này và em mời lại cái này chút nha. Sáng em không có nhận tại vì tỷ lệ ít lắm. Em sợ không có đủ hàng cho mấy chị trước. Các chị vào sau thì các chị chỉ chọn được 3 màu này thôi. Và Diều nói trước nha, các chị đừng đặt qua tin nhắn. Tại nhà Diều các chị thấy rồi đó, trong 1.400 cái đồ em phải ngồi soạn size soạn đồ, em chỉ có ưu tiên trên live. Các chị đang có live coi live ở ngay trực tiếp đây, chứ nhìn nhắn tin hoặc là điền em không ưu tiên đâu. Không phải là ông muốn bán mà nhà em không đủ người để phục vụ thêm cái khâu đó, chỉ có khâu trên live thôi.
bông bù bầm đã có hàng rồi, yên tâm chị nha. Sao Tiến thấy cái đơn nào ta? Có hàng rồi, xảy ra rồi là được. Nhiều, một số đơn sẽ bị ảnh hưởng do quá nhiều view lên đó chị. Thế hả? Ừ. À, thì chị nào đặt thêm thì đặt nha. Sám Dũng nhận nha. Nguyên Nguyên đã có hàng, Thủy Phạm đã có hàng, bông bù bầm đã có hàng, Trần Bích Thọ đã có hàng. Tiếp. Rồi, qua. Trời ơi, bán rau nàm nè. 80% chắc chắn tỷ lệ là đã hết hàng đó. Thì nãy giờ các chị cứ nhìn bình quân mấy trăm chị đang coi thì ít ra một chị cứ ba cái là em bán trong vòng mà 400 mấy chị là hết hàng liền. Nhưng mà em chỉ có tính 80% là hết hàng thôi, còn 20% sẽ lẻ sai còn lại. Nhiều. Mỗi người hai cái. Cục vậy. Đây là cục này là một người hai cái này. Đưa tiếp cục này người mấy? Cục này ba. Cục này người ba này. Cục này bốn. Cục này người bốn này, chưa kể là đem ra ngoài soạn nữa rồi. Thì các chị biết một cục này là rất nhiều nha, rất nhiều đó. Ôi con cái này từng màu nữa hả? Từng màu. Cái này từng màu riêng này, người hai, chị yên tâm là mình có, Uyên Uyên đã có 38 rồi các chị ơi. À, theo từng cọc. Lê Thư Hoàng nhắn trong tin nhắn đó chị ơi. Hiện tại đơn hàng đã dừng, chỉ chốt ở trên live là chốt như vậy thôi chị ơi. Có gì nếu mà còn hàng thì các bạn xử lý cho mình. Rồi chấm tiếp. Chấm 4 không đi. Có hàng. Nên rồi rồi à, ok. Nên cho chị Lê Thư Hoàng đấy, đến ai Lê Thư. Rồi thì đem ra mấy bạn chưa soạn nè. Đem ra chưa kịp biểu được có thể soạn 2-3 người một lần ở trong tin nhắn rồi các bạn sẽ điều chỉnh lại ở trong cái biểu đó. Không thì bỏ, đang soạn thì bỏ ừ. Luôn chứ có gì đâu. Lát nó cho 2 người. Chị đem ra đi không? Ăn. Chị cứ đem ra đi, nói chút bỏ biểu kia bỏ cái này vào thôi, còn gì hết. Rồi. Có rồi Uyên Uyên ơi. Cái nào còn thì em sẽ báo các chị ở trên live sau nha. Em cũng chưa kiểm tra được cái ấy, mới về cái khui hàng làm liền rồi ngồi ghi sai. Trời ơi, ta nói giống như sao chưa kịp chuẩn bị luôn. Thường mà cho thời gian một ngày chuẩn bị á, sẽ để ở sai nào ra sai đó, màu nào ra màu đó. Chỉ cần ra bill cái là nhét giấy vào là trả lời ngay của khách có hay không. Còn bây giờ nằm trong thùng chưa sai, chưa màu, chưa gì hết. Nên thành ra bị chậm, các chị thông cảm nha. Rồi bây giờ bộ xanh em đang mặc này, để em đưa lại màu cho. Đợi em xíu em đưa lại màu cho. Chị lấy cái màu à. Lấy bảng màu lại giùm em cái, bảng màu áo. Áo đó. Áo nào? Này hả? Chánh Linh là danh sách nguy hiểm rồi chị ơi. Chị xả hàng bên nhà em một lần rồi chị. Sáng em không có nhận đơn nữa các chị ơi, sáng em hết nhận rồi. Em có cái nào cho chị chốt để phối với trên váy em. Cái gì chị Hình Lan? Hồng Châu á, vừa 643 vừa không có nhận nữa nha. Áo đẹp quá ha. Cầm lên cái chất đã ghê. Đúng là like nền tưng cái trang bị luôn này. Mà bên kia có xử lý rồi. Rồi, cái này chị nào vào sau á thì em giới thiệu lại. Cái bộ này là 550.000. Em có màu xanh, màu tím, màu đen và màu trắng. Thì hiện tại trắng á, em còn mỗi size XL thôi. Màu đen á, là em còn đủ size. Màu tím em còn size L và XL. Màu đen, màu tím này còn size L và XL. Màu xanh còn đủ size. Thì size của XL á thì 48 hoặc 49 á là những chị phải mông to nha. Mông to, đùi to đồ vậy á thì vô. Chứ không thôi dáng quần nhà em may rất là bự. Em sợ các chị rộng quá không đẹp. Đến 56kg là cái size của XL. 57 đến 62 á size XL. 63 đến 70 size của 2X. Thì cái dáng bộ đồ này á là chất vải linen tân hàng chính phẩm luôn á, hàng cao cấp các chị khỏi lo, giống như mọi hôm em may với các chị vậy. Và cái size cũng y chang như vậy. Nếu mà hôm trước các chị mua lỡ có mua nhà em mà cái size mà về mà hơi bị rộng á thì các chị có thể hạ size xuống, lấy qua bộ này thì có thể lấy nhỏ hơn. Cái này là vừa bán nguyên bộ nha cả nhà, nguyên bộ như vậy là 550.000, không có size đâu. À quên, không có bán lẻ, linen tân. Em bán nguyên bộ em không bán rồi. Alo em chào chị Trương Hằng. Giờ lúc nãy em đặt trắng đen. Không còn hàng đâu chị Châu. Mấy bạn vô báo rồi. Các chị muốn đổi thì đổi thôi. Nhưng vấn đề còn hàng hay không nữa. Với lại em chắc chắn là mấy chị mà đổi là không có hàng luôn á. Thêm xanh XL thân kim. Và thêm một xanh XL thân kim. Nãy các chị sao cũng trừ hao luôn. Tại vì em thấy size nhỏ em vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà size lớn là hiện tại là size 42, 43 là chắc tỷ lệ là vì hết đầu tiên á. Riêng hai size đó là hết đầu tiên á. 44 là không có hàng nha. Trắng nào chị Trương Hằng? Cái này trắng này em chỉ còn có 63kg thôi. Trắng bồ này em còn 63kg thôi. Em không có còn size lớn. Em cũng còn size lớn.
chị mà xe lớn là các chị chỉ lấy màu xanh với màu đen thôi. Xanh hai cho chị hoa lan rừng. Ok, cái này là đóng thùng nó thả ra gì cũng được hết á. Đó, lai nền tưng. Mặc bộ lai nền tưng này quá thoải mái. Chị có tìm bên đó còn là L không? Con. Lấy tím L cho Hà thì tím L. Tím L. Dưới đó còn không? Ý, tím mà L không có. Đây đây này. Em đang hỏi này. Đây đây tím L Hà thì tím L này. Bộ này cũng sắp hết rồi đó. À vậy á hả? Giờ chị nhắn qua tin nhắn đi. Nếu còn thì đổi vô còn thôi chứ dù thì chắc chắn phải đúng. Các chị cũng có xài cái áo nam này á là thả rộng, không phải là thả rộng mà nhưng phải chỉnh size của các chị mua. Chứ giờ mà lấy size nhỏ hơn thì mấy anh đâu mặc được, sao ép các chị được. Thì các chị đổi em vẫn đổi thôi, không vấn đề. Size 2, 4 màu cho chị Phan, giờ còn màu nào bỏ cho chị em màu đấy. Là ai? Giống như mình đổi là mình đổi ngay lúc mà các bạn chốt á. Mình có xin và đen cho chị Phan hình nha. Còn size em đổi cho các chị đừng không phải là em khó là. Chỉ có là không đổi là lý do em gửi đi cho các chị rồi, các chị đổi lên cũng đổi thôi. Còn trên like, các chị đặt thì đặt về, nhưng mà các chị muốn đổi size thì cứ nói trong tin nhắn các bạn đổi cho. Không có vấn đề nha, em không phải là không cho đổi về đâu, sợ các chị hiểu nhầm ý em á. Em sẽ cho đổi trong tin nhắn, là nghĩa là các chị đang đặt 42, bây giờ thấy mà không phải cân nặng đó, chị phải lấy 43. Thì còn thì em đổi, còn thôi thì em xin lỗi và em hủy cái đơn, không có sao cả. Cái này mình phải nói rõ chứ, còn mà đã giao đi rồi nha, mà kêu tôi đổi là tôi không đổi đâu. Chỉ cho đổi là đổi trong đổi vào cái lúc mà điện thoại chị ơi em gửi hàng nha, là đổi cái lúc đó. Tím hai cho chị Thu Huỳnh. Bà đăng ký giúp shop nha các chị ơi. Tím hai hết hàng, tím là còn size L, size XL với hàng với mụn với một tím cái. Tím chị Thu Huỳnh ơi, tím hai hết bán hết luôn rồi chị Thu Huỳnh ơi. Tím còn XL cũng chị cũng vậy. Vô sao không biết phải nhích size cho. Nên chị mới nhắn vô tin nhắn, phải vô tin nhắn. Phải nhắn vô tin nhắn chứ không nhắn trên này tại vì vừa đang ngưng rồi. Tím gì vậy em? Không nhận về chị Ánh Thư ơi. Em không biết cái size bao nhiêu hết. Tím ít hơn loại, trắng ít hơn loại nha. Trắng ít, em vừa ơi chị muốn một bộ trắng bấy giờ vừa hết hàng rồi lấy qua màu đen nó màu khác được không? Hết hàng luôn tình yêu ơi, vào sau có không? Cái này may có 100 chính xác luôn là 185 bộ. Mà may 4 màu. Ôi đau tim lắm, may nhiều. Mai nhiều áp lực chứ, mấy chục triệu tìm đồ lỡ mà bán không hết đó, ôm là sợ chứ. À giờ cũng mừng. Giờ nói này, 2x mà chị nào mà lấy là chỉ còn 2 bộ duy nhất thôi nha, không lấy là hết. Với lại các chị biết rồi, dù mai Dũng may lại lên 2 đâu, sợ lắm. Sau này là riêng mà đồ may đồ hay là lấy hàng organic hay gì là các chị cứ hình dung nhà nhiều không có lên 2 về. Nói nhiều trả lời vậy luôn, các chị khỏi canh chờ. Được rồi, em kiểm tra cho. Chị ấy đã có là 3 áo trắng xám sân, 3 áo size số 42, chị đã có hàng hoàng miệng. Các bạn, Phương Thảo ơi, mình mặc vào size XL chị nhá. Sẽ rộng một chút xíu, tại cái size của chị giữa size, đưa vô nặng, cái size L vô sờ nó. Hoàng miệng đã có hàng rồi, ok chị nhá. Yên tâm đi, chị có hàng rồi. 2x giờ chỉ còn một bộ đen và một bộ xanh, dành cho khách 70kg là thoải mái đó. Mong là các chị đừng lo, nhà dù làm cái gì riêng cái gì là mong là các chị đừng lo nha. Dành cho mấy chị mà có mong có bụng như em á. Còn XL em còn màu trắng, màu xanh, màu tím, màu đen là còn XL còn đủ. L em chỉ còn đen với xanh thôi. L em còn mỗi đen với xanh. Là đó các chị có thể tham khảo thêm. Rồi, chị nào đặt thì ghi nha. Bây giờ vừa qua đây. Đó, đồ bồ là vừa mời các chị vậy đó. Còn màu gì vừa báo luôn thêm rồi. Thêm xanh đi tiêu cho chị, thêm kim. Xanh đi tiêu còn không? Ủa, chị đã đặt rồi mà. Nãy chị in rồi. Còn không? À, tím bít lên lờ bít vân luôn. Nãy chị đặt luôn rồi. Rồi. Okay. Tím còn 2 bộ XL nha các chị. Sắp hết rồi đó. À, mình thương được cái nào. Mình lấy vô. Giờ lên bộ organic ha. Bộ 320 coi lại được 2 áo rồi. Coi lại cho chị được 2 áo rồi thôi. Các chị có tin nhắn là có hàng mà. Các chị tự coi đi. Sao ai, trời ơi em bán đồ sao không ngồi coi mấy cái đó được. Không phải, không có thời gian luôn á. Đang bán tư vấn ra muốn chóng mặt rồi. Quay qua đi coi lại chị có hàng chưa. Tìm còn đúng không chị? Tìm video cho chị Nguyệt Thu. Rồi, XL còn bộ cuối cùng. Nguyệt Thu ơi lấy bộ trắng luôn đi chị. Hai bộ trắng cuối cùng XL luôn nha. Còn xanh với đen đó. Chị nào chốt thì chốt thôi. À, cho bộ lên nền luôn.
mềm nào. Bột xanh này để lại luôn, bột xanh này để lại, để lại cho Diệu đi. Bán được còn rồi. Ngoài mami. Mami bột xanh đấy. Mặc cho tất cả mấy mặn mặc đẹp. Xanh xanh lờ hồng thu. Rồi. Với Diệu nói luôn nha, em không biết các chị mua đồ nhà em thì sao, mà sao mà đưa cho người nhà nhận hàng á, khó lắm. Điện thoại em nó không an luôn, khó chịu cực kỳ. Giờ có cho coi hàng cũng cho thôi, không lấy đâu. Ai biết gửi cái gì mà lấy. Nhưng mà chị em có gửi hình cho chị rồi, tôi không biết, tôi nhìn dùm. Trời ơi, nói chuyện ức lắm luôn, tức quá trời. Tôi nhìn dùm mày biết gì mà coi. Nhưng nói chung là em không hiểu nữa. Nên chị nào mà vừa nói nha, nếu mà mua mà đưa người nhà nhìn dùm là phải nói luôn. Coi hàng nhìn thì nhìn thôi, chứ mà điền lui điền tới nói rất là khó chịu luôn. Em là em không bán nữa đâu, em đánh dấu hết á. Đưa bộ đồ đó, đưa bộ 320 đi cho em. Nào cái gì này hả? Không, ở dưới này này. Dưới này này, hàng organic á. Đó, bộ đó. Cái gì cứ người nhà điền có mẫu cái gì đưa mẫu trước đi, đừng có đưa hết. Lấy ra khách đại lấy bao nhiêu thì vô thức thôi, khỏi đưa ra. Em đã cùng với các chị là thương lượng rõ ràng là em không có cho coi hàng rồi. Mà còn đem tới á, cứ nói người nhà chị đây. Ấy, cái này bộ organic này, xếp tím dạ, xếp tím 550 ngàn. Em sau like vậy chứ em còn chụp hình xác nhận like các chị đặt đúng sai gì là em đưa đúng sai đó à. Hàng organic này ai mà nhận rồi thì mình có mua thêm thì mua nha. 730, à quên, lộn, 320 ngàn. Đó, bộ đồ này 320. Các chị mua rẻ hơn 300 ngàn một bộ đó. Đúng cái hàng linen mà tơ mà các chị mua mà giá bộ đồ này là mới chưa được cái áo nữa á. Không có trắng đâu chị. Hàng này các chị đặt rồi là biết hàng à. Ai mà đặt rồi là biết hàng thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Áo này vừa thấy bà thấy có người đang bán 490 ngàn. Áo không thôi nha, không bán quần. Đó, dòng organic các chị theo này, theo hàng xịn này, theo hàng này nhìn nó mặc nó mát lắm, 70 kg em nhận đơn. Đấy, giờ nâu, có nâu có bơ với có vàng hồng thôi. Nâu bơ hồng. Hàng như vậy ha, các chị có thể tách áo rồi được. Phong này là khách sẽ mặc là 50 đến 70 kg không có sai. 50 đến 70 kg. Ngày mai là vừa bán dập ly nha các chị ơi. Ngày mai vừa sẽ bán vào dập ly, còn không có bán đồ kiểu. Không có bán đồ kiểu. Đồ kiểu nhà cũng có thông báo với chị rồi đó, sẽ thứ 3 với thứ 6 là bán về dập ly. Áo nam còn từ màu xám ra thôi, còn lại màu nào cũng còn hết á. Chị nào muốn bổ sung thì mình cứ bổ sung thêm nha các chị nha. Áo nam nha các chị nha. Hết xong. Áo nam đưa lại cho em 3 màu đi. Chủ yếu hôm nay em cho chốt hết cái mã áo nam cho xong luôn cho. Rồi đó, bộ chị nào lấy màu gì thì nhắn Diệu ha. Nè, vừa like rồi, nhiều chị cũng nhìn và mua thêm rồi nè. Áo nam vừa còn trắng với xanh với đen. Các chị em vừa mới cop lại cái dòng tin nhắn trạng thái vừa của chị size. Trương hàng các chị vừa lên size đó để các chị đặt hàng nha. Tin nhắn sẽ được gửi qua mình nha các chị. Các chị ơi, em là em bác sĩ đó, nhưng mà tại vì em như số lượng nhiều quá nên em phải gắn like để em bán, em chạy số lượng thôi. Chứ giá các chị mua là giá sỉ đó nha. Em cũng cũng mong các chị mua mà rẻ, các chị mua dễ giùm em nha. Không có sai nha, hàng này không có sai. Rồi, áo còn 3 màu vậy, chị nào in, chị nào soạn thì soạn luôn nha. Chứ Diệu mà tắt like rồi các chị đừng đặt qua tin nhắn. Chắc chắn là Diệu không phải là ông bạn muốn soạn, mà Diệu không ưu tiên. Diệu chỉ có ưu tiên trên like thôi. Nhà Diệu đơn cái đơn hàng mà của anh Nam là rất nhiều rồi, nên Diệu sẽ soạn những chị mà có hàng sẵn. Chứ không có đi ngồi chat tin nhắn từng chị rồi ngồi đi soạn đâu. Nấu ít tiêu còn. Hả? Nấu ít tiêu. Làm gì có nấu ít tiêu. Đen 40. Ok, Thủy Phương Triều. Rồi thôi, 3:30 rồi, mình ngưng đi. Xong rồi, để ra soạn với các bạn cho gửi hàng đi sớm để các chị nhận được cái đơn hàng đó đầu tiên đi.
Ai thêm cái gì thêm, nay nay em hỗ trợ cái áo nam em like, mừng quá. Kịp để về like cho các chị sớm nha, không có chị chờ lâu. Trắng size 42 cho dáng hình. Chị đưa lại đi rồi em tắt máy là em gửi áo nam luôn, em soạn đi. Giờ em đi soạn cho các bạn để một số chị gửi hàng luôn nha. Bộ hồng thủy phương triều cho chị xinh và đen size 41 hàng trần, ok. Bộ hồng ok Hương Nguyễn. Đắt chứ, đẹp lắm. Cái này lên hình tưng luôn đó, có xử lý rồi, chất vải nó mềm nó đã. Bộ hồng bá thủy. Chị Hương, Hương Mai Lê là khách mới á em. Hương Mai Lê khách mới đó chị ơi. Chị ơi, mã hàng số điện thoại em đồng ý chuyển khoản nha. Xanh 65 là cái gì á chị? Em bồ trắng ít trên là bùi ngọc dịch. Bồ trắng có phải bùi ngọc dịch 550 nha. Chị hỏi chứ chị đâu có đặt đâu mà em lấy. Các chị đặt hàng cũng ghi ra chứ, em có áo xanh 54-57 kg. Hàng nam các chị coi bây giờ. Các chị ơi, nam này các chị từ ghi sai, em muốn soạn sai theo ý em. Một em sẽ soạn theo ý các chị. Các chị đặt sai gì em soạn thôi. Đó. Coi coi cái in gửi cái bản sai nam lên lại lần nữa đi. Dạ, các chị okay, nghe Hồng và bơ ok Trương Hằng. Ok chị Trần Bích Thọ, cái gì sốt khỏe nhắn tin cho chị nha. Đồn chị Bùi Ngọc Diệp là bồ trắng 550 nha. Em biết rồi Trương Hằng, vài bữa mình vô thẳng vấn đề đi, đừng hỏi chị vừa không. Lấy cho chị bồ đó, màu đó 70 kg là xong. Chứ sao ghê chi, chị vừa không nghe em. Có lấy cho chị không nghe em, ai biết lấy cái gì. Hỏi vô thẳng vấn đề cho nó nhanh. Áo nam em không biết sao làm cái gì thôi. Các chị coi bài game đi, size chồng các chị mặc size gì thì vừa vào cái size đó là tăng lên một size so với cái hàng An Phước với hàng Việt Tiến. Xanh 40 cho chị Thu Yên. Đang mặc hàng An Phước mà size 39 đi thì mình sẽ lấy hàng này size 40. Đó là cái size như vậy thôi. Chứ giờ nói kênh nặng em muốn tư vấn cho kênh nặng đâu. Với là có cái bảng size ở dưới này các chị tham khảo thêm nè. Trúc Kỳ ơi, ghi kèm đồng ý cọc để xong cho đơn cho mình. Em có hướng dẫn ở trong tin nhắn luôn nha các chị ơi. Dưới 55 kg là size 38 này, 56-62 size 39 này, 63-65 size 40 này, 66-71 là size 41, 72-75 là size 42, 76-80 là size 43. Đó là mình có 3 size như vậy để mình có nhiều size như vậy tham khảo. Già rồi thông cảm. Quá đáng. Dễ gì già, dễ cái già và cái chị mua online bấm quá trời bấm. Cho chị đen 42 không? Chị ơi, chị hàng tin tiếp, chị nãy chị có tin nhắn chưa ạ? Chị ơi, mới có trắng 42, ok bổ sung cho chị. Ok, em bổ sung cho, các chị bổ sung luôn đi. Đen 38 cho chị Giáng, trắng sen 43 cho chị Thu Huyền. Không có hàng em, 43 không nhận nữa. 43 không nhận à? Thì con cái nào bọc đây đó không? Có sen thôi. Thì con cái nào cứ có sen 43 thôi. Bỏ, gạch đi, gạch trắng đi, không có chú cơm, có hàng chị ơi bỏ, chị nói em đi nhanh nhận rồi. Chị Trần Thu Thiếu Yến nhắn qua tin nhắn, đổi là phải nhắn qua tin nhắn, không có nhắn trên này. 42 xanh trắng cho Nguyễn Phượng. Ngọc Thảo lên coi bài ghim đi chị ơi. Chị coi cái bài rồi sai của xuất đăng đi chị. Em không biết có đăng đó, cái sai của mình tương ứng với bao nhiêu thì chị vô đó chị đặt thôi. Vậy đặt giùm em ở bên đó đi. Nè, Diệu đưa cho này bán sai nè, bổ sung trắng 42 Ruby Lê, Thủy Nguyễn trắng 41, thêm một xanh 43 Ngọc Nguyễn. Diệu có nói rồi, các chị muốn đổi sai thì nhắn qua tin nhắn. Còn hàng Diệu đổi cho, không còn hàng thì bỏ ra, không có sao hết. Nói chung Diệu không có khó khăn vấn đề đó. Chỉ sợ là không còn hàng đổi cho các chị thì hơi uổng thôi. Tại vì các chị cũng thấy đó, nãy giờ khách đặt là tỷ lệ sai là bắt đầu rất nhiều rồi. Còn cái chuyện mà gửi đi á, đã xác định xong sai đồ gửi đi rồi thì là không cho đổi thôi. Chứ mà trên live mình đang nói chuyện với nhau đổi bình thường. Chỉ sợ là các chị đổi đến khi đổi còn hàng á thôi á. Có chị Linh Nguyễn ơi, ok Võ Thiết Như, ok Trương Hằng. Cái bản sai đó dù có đăng này các chị coi tham khảo đi. Em không có cho chị trên thêm hồng trắng và sáng 42, nếu có mạng nào thì bên em sẽ bổ sung cho chị sau nha. Nói các chị cho nãy giờ là khách mua quá trời, 1.350.000 đó. Thôi ngưng để mấy chị để khách em nhận đi, khách em khen rồi mấy chị mua được các chị tiếc á.
Em là em mỗi lần về á, mỗi lần về xong cái phốt bốt lên kêu à, hồi Hồ Nam đẹp quá em ơi, chị muốn mua thêm mấy cái, ví dụ vậy á. Xong cái bắt đầu em chụp cái tin nhắn em đăng lên là nhiều chị hỏi em ơi còn Hồ Nam không, còn không biết về lấy nhiều. Em hay vậy lắm. Thêm một trắng bông à, trắng bông ba không còn, trắng bông ba nghĩ gì. Các chị giờ có thêm thêm ba. Nói chung nếu có nha, thì là sau sẽ bổ sung cho các chị nha. Mình cứ nhắn ở trong tin nhắn các chị nha. Chị nào thiếu thì mình nhắn trong tin nhắn các chị. Các đồng mới đọc bài Kim Giúp Shop khi kèm đồng ý chuyển khoản. Bây giờ thì Shop xin phép là sẽ là kết thúc buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn các chị đã ủng hộ cho Shop rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai đối với hàng nhúng chập ly cao cấp. Các chị để biết được các cái sản phẩm mà Shop lên liên tục á, thì các chị nhớ là bấm nút like và theo dõi trang fanpage của Shop nha các chị nha. Bộ đen 1X ok chị Ngọc Thúy Bùi 550. Các chị thêm cho bộ này 39 bổ sung cho chị Thuy Nguyên. Thêm bộ này thì nhắn Diệu luôn ha. Dù có thử, nếu mà chị nào vào sau á, các chị coi lại like đi. Rồi nhắn cái này mà đang có đơn á, nhắn qua tin nhắn em dự soạn cho. Nói chuyện giống Minh Tuyết có em, Minh Tuyết là ai? Em biết. Em của Cẩm Lý á. Ôi trời ơi, Minh Tuyết giàu lắm á. Cậu Lý sao bấm được, Minh Tuyết giàu lắm. Em là Thúy Diệu, em là Thúy Diệu cờ Việt từ các chị. Rồi, các chị nha. Nói đừng nói em khó. Nhiều khi cái chuyện mới vô nói dù bắt đầu khó quá, đừng nói em khó. Em phải em khó đâu, mà cái bắt buộc của em phải làm vậy để hạn chế tối đa những chị mua đồ mà giống như đổi trả đồ về nhiều quá. Em phải khó trước như vậy, em phải làm giống như mình chặn trước cái ý định những chị mà mua đồ mà giỡn á. Thà mình khó sẵn vậy để khách biết ở chỗ này bán đồ khó vậy đó, mua phải nghiêm túc, còn không thôi chứ mua đùa là sao người ta đánh dấu rồi phải chẳng hạn vậy đó. Cái kiểu như là mình phải cố một chút, cố làm cái vấn đề ra căng chút vậy đó, để khách mua khách phải chú ý. Chứ nhiều em mà không làm vậy á, xả ra xả cả đống, các chị tin đi. Em bán đồ này em có kinh nghiệm lắm. Đây một ít còn không? Đây này một ít bên này nè. Cái tủ đi đây hai. XL nè. Gì vậy? XL này bỏ lộn nè. Cẩm Ly cà trắng size 42 à, chị mít ướt ok. Nãy chị đặt giá 44 không có, Thủy ghi nhầm đó. Cái áo này là size đến size 43 là đã kết thúc rồi. Vậy hôm nay mua được đồ nam vui ha. Em biết ra mà lỡ mà hết cái size mà của người nhà em mới đau lòng này. Kỳ chưa nhắn, Kỳ chưa soạn này rồi hỏi anh Cường size gì đồ nữa nè. Cường hả? Trời ơi, mấy hàng này hàng này là phải để cho người nhà mình trước. Không phải là để người nhà mình trước mà mình phải giữ lại vài cái chứ. Không có để lại tiếc lắm. Tại sao mà 1 triệu mấy người ta bán được thì mình không mặc là mình tiếc. Điền ra qua điền chị ha. Nhắn tin đi, nói cho bản size nam đi. Size chỉ cần nói size gì thôi, mặc size gì thì mình sẽ tự động tăng lên một size để cho mọi người. Quách đại size 43 đi, đâu xạo đâu. 1m7 mấy cao, dáng đẹp chết luôn á. Chồng em 1m60 nè. Ra lấy hàng xong. Chồng em 1m60 đó. Bụng lắm. Đang mặc size của lấy cái quốc 295, sân 295 quốc sân. Đây này, tên đó. Đây, lấy đại bung 3 đi không sao, còn không có thử cái đi. Lề lỡ mà mặc không được cho người nhà. Còn mà mặc được là coi như là hốt được cái áo hàng hiệu ngon lành luôn. Cái này phải có rủi ro thôi chứ làm gì có 100% mà tuyệt đối. Cái chị mua đồ giảm giá hay là mua gì cũng có thể rủi ro ở đây là có thể hơi rộng một chút xíu, ví dụ vậy đó, hoặc là hơi chậm một chút xíu là có thể rủi ro là cái đó không có tránh được, nhưng mà người ta vẫn đảm bảo chất lượng cho các chị nha. Tại vì mình bán qua này chứ đâu phải là trực tiếp đến cửa hàng đâu, nên mình phải thông cảm ha. Rồi thêm gì nhắn nha, không thêm là bỏ qua rồi. Rồi em tắt máy nha, em cảm ơn các chị nhiều ha. Ra giờ ra soạn hàng phê luôn, bán nhanh à.